Rồi, trước khi vào buổi mới, có bạn nào có câu hỏi gì sau buổi hôm qua không? Các bạn về, các bạn xem lại bài, có bạn nào có câu hỏi, các bạn có thắc mắc gì không? Ok, rồi, thôi rồi, thì chúng ta hôm qua chúng ta có còn hai bài đúng không? Hôm nay chúng ta cố gắng chữa nhanh nhá. Chúng ta chữa nhanh hai bài này để chúng ta quay lại phần lý thuyết các bạn nhá. Chữa nhanh nốt hai bài cuối nhá. Các bạn chờ tí này. Nào, hôm qua chúng ta đã xong được hết bài thứ tư rồi đúng không các bạn? Rồi, các bạn thử xem cho mình nào. Bài thứ năm, các bạn thử xem cho mình xem là nếu mà một cái đa giác lồi có n cạnh thì nó có bao nhiêu cái đường chéo? Thế nào gọi là đa giác lồi? Mình nói qua tí này, thế nào gọi là đa giác lồi? Thế này gọi là đa giác lồi các bạn này. Bình thường ấy, những cái đa giác mà các bạn hay nhìn thấy nó đều là đa giác lồi cả. Ví dụ kiểu này, đây ví dụ này. Đấy. Này, này, này. Số này hơi quá. Đấy, ví dụ kiểu này nó là tất cả những đa giác kiểu này nó là đa giác lồi. Thế nào là đa giác lồi? Người ta có cái cách nghĩ đơn giản này. Đa giác lồi là đa giác là nếu mà các bạn kẻ một cái đường thẳng kéo dài đi qua một cái cạnh bất kỳ. Ví dụ như này. Đấy, các bạn kẻ một cái đường thẳng đi qua một cạnh bất kỳ, ví dụ cái cạnh này chẳng hạn đúng không? Là cạnh này thì các bạn thấy là toàn bộ cả cái đa giác này nó sẽ nằm về một phía của cái đường thẳng đó. Ví dụ các bạn kẻ một cái đường như này thì toàn bộ cả cái đa giác này nó sẽ nằm về một phía của cái đường thẳng đó. Hoặc là các bạn kẻ một cái đường như này đúng không? Thì toàn bộ cả cái đa giác nó sẽ nằm về một phía của cái đường thẳng. Thế này gọi là đa giác lồi. Thế là đa giác không lồi hoặc là đa giác lõm thì nó như nào? Đa giác lõm như này. Các bạn nhìn này. Đấy, như này chẳng hạn. Ví dụ này đi đúng không? Thì bây giờ các bạn kẻ một cái đường thẳng như này, đúng không? Các bạn kẻ một cái đường thẳng như này. Đấy. Thì các bạn thấy là rõ ràng khi mà kẻ một cái đường thẳng đi qua một cạnh của đa giác này thì nó sẽ thì cả cái đa giác này nó sẽ nằm về cả hai phía của đường thẳng đó, đúng một cái đường thẳng như này đúng không? Thì phía bên trái nó cũng có, phía bên phải nó cũng có đúng không? Thì đây là đa giác lõm, thế đa giác này gọi là đa giác lồi. Nhưng thường thường cái đa giác mà chúng ta hay vẽ trong khi chúng ta học toán ấy nó đều là đa giác lồi cả. Thế. Rồi nào các bạn thử nhìn cho mình xem. Thế nếu một cái đa giác lồi có n cạnh thì các bạn thử đếm cho mình xem là nó có bao nhiêu đường chéo. Đường chéo là đường mà không phải là cạnh các bạn nhé. Ngoại trừ những, đúng không? Cạnh hoặc là đường chéo là đều là nối hai đỉnh của cái đa giác, cạnh là những cái viền bên ngoài thì ở những cái đường bên trong là đường chéo. Thì các bạn xem là một cái đa giác lồi có n cạnh thì nó có bao nhiêu đường chéo tổng cộng. Mọi người làm nhanh nhá. Rồi đúng rồi, hợp lý, cả hai cách đều đúng đúng không? Có hai cách các bạn đếm đúng không? Một là các bạn ấy đếm theo kiểu phần bù, do những cái bạn mà các bạn ghi là tổ hợp chập, hầu hết mọi người đều đếm theo phần bù đúng không? Tổ hợp chập 2 của n trừ đi n đúng không? Tại vì sao? Tổ hợp chập 2 của n là tất cả những cái đường kết nối giữa hai đỉnh của cái đa giác này đúng không? Thế còn n là nó chỉ là n cái cạnh đúng không? Thì biết các bạn đấy là tất cả những cái đường kết nối có thể các bạn trừ đi những cạnh thì các bạn sẽ ra đường chéo đúng không? Hoặc là cách thứ hai có mình đây có hai bạn làm theo tức là n nhân n trừ 3 chia 2 cũng được đúng không? Tức là gì? Hai cách đúng không? Cách thứ hai cách nào cũng được. Đây đúng không? Ví dụ các bạn có n đỉnh đúng không? Các bạn có n đỉnh một cái đa giác như này. 1 2 đúng không? Các bạn chọn một cái đỉnh như này. Các bạn chọn một cái đỉnh này thì lúc ấy khi mà các bạn muốn nối đường chéo thì các bạn sẽ phải nối được tất cả những đường chéo ra những cái đỉnh khác ngoại trừ hai cái đỉnh liền kề nó đúng không? Tức là đỉnh này các bạn không thể tự nối chính nó được, nó cũng không thể nối với cái đỉnh này được, nó cũng không thể nối được với cái đỉnh này được. Cái gì? Tức là với một đỉnh các bạn sẽ chỉ có thể nối được đến n trừ 3 đỉnh khác đúng không? Hình này có 1 2 3 4 5 6 7. Hình này là hình thất giác đúng không? Hình thất giác này thì nó sẽ từ một cái đỉnh này nó sẽ không thể nối đến chính nó không thể nối đến hai cái đỉnh bên cạnh, nó chỉ nối đúng không? Thì các bạn mất 3 đỉnh rồi, các bạn chỉ còn có n trừ 3 thôi đúng không? Một đỉnh này có thể nối đến n trừ 3 đỉnh khác đúng không? Thì có các bạn sẽ có đúng không? Một đỉnh các bạn sẽ có thể nối được đến n trừ 3.
Thế các bạn có n đỉnh, các bạn nhân đến n đúng không? Nhưng mà đây khi bạn đếm như vậy là mỗi đỉnh các bạn đếm hai lần rồi đúng không? Tại vì khi mà cái từ đỉnh này các bạn nối đến đây, đúng không? Các bạn nối đến đây. Sau tiếp đến cái đỉnh này các bạn lại nối ngược đây, các bạn đếm hai lần rồi, các bạn lại có đếm chia cho hai nữa. Chia cho hai nữa đúng không? Từ mỗi một đỉnh các bạn sẽ có thể nối đến n trừ 3 đỉnh khác. Các bạn có n đỉnh, mỗi một đỉnh sẽ đều có thể nối đến n trừ 3 đỉnh khác, nhưng mà đếm này là chúng ta đếm lặp rồi, mỗi lần chúng ta đếm lặp gấp đôi rồi đúng không? Chia cho hai. Đúng không? Cách này cũng được, là các bạn cách là hoặc cách cách là các bạn đếm phần bù đúng không? Tổ hợp chập 2 của n trừ đi n đúng không? Tổ hợp chập 2 của n là tất cả những cách các bạn có thể nối được hai đỉnh với nhau, bất kể chúng ở cạnh nhau hay là chúng ở cách nhau, thì đấy là có tổ chập 2 của n, tổ hợp chập 2 của n cách. Trong phần hình đa giác n cạnh thì nó sẽ có đúng cái n cạnh như này đúng không? Thì các bạn trừ đi n thì xong, hai cách ra kết quả như nhau. Rồi ok thôi. Thôi, bài cuối thì có lẽ bỏ qua đi, chúng ta về lại phần lý thuyết các bạn nhé, chứ không có sa đà về phần không có sa đà về phần bài tập nhiều quá. Rồi, hôm qua chúng ta nói hết cái phần hoán vị này, tổ hợp, chỉnh hợp đúng không? Hôm nay chúng ta nói đến khái niệm tiếp theo là các khái niệm liên quan đến xác suất. Thế, bây giờ trước khi chúng ta đi vào cái định nghĩa của xác suất, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một vài hai cái ví dụ kinh điển mà bất kỳ một cái khóa học nào các bạn học về xác suất thống kê ta cũng sẽ đều lôi ra cho các bạn xem. Thứ nhất là cái bài cái ví dụ tung đồng xu, và thứ hai là cái ví dụ mà tung xúc xắc. Đấy, hai cái ví dụ này các bạn đọc sách vở nào thì tạm sẽ lôi hai cái ví dụ này, rất là đây là những ví dụ rất là kinh điển đúng không? Giả sử chúng ta có một đồng xu cân đối và đồng chất, đồng xu có hai mặt là sấp và ngửa, thế sấp đúng không, hai mặt sấp và ngửa. Thế câu hỏi đặt ra là nếu mà chúng ta tung cái đồng xu này lên thì cái xác suất, hay nói cách khác là cái khả năng đồng xu này sẽ hiện ra mặt sấp hoặc là mặt ngửa nó là bao nhiêu. Tương tự như vậy, chúng ta tung một con xúc xắc cân đối và đồng chất đúng không, chúng câu đặt ra là nếu chúng ta tung con xúc xắc này lên thì xác suất nó được một cái mặt nào đấy, hay là khả năng nó được một cái mặt nào đấy, ví dụ là cái mặt số 5 hay là mặt số 6 chẳng hạn, nó là bao nhiêu. Các bạn chú ý nhá, bao giờ những cái tài liệu bao giờ nó cũng có một câu là cân đối và đồng chất. Tại vì sao? Để người ta đảm bảo là cái xác suất là cái khả năng để ra những cái mặt nó là phe, nó là bình đẳng với nhau. Tại vì sao? Tại vì là có những con xúc xắc, có những đồng xu người ta, vì để phục vụ cho gian lận cái thứ thì người ta làm cho nó cái thiết kế nó bị bất đối xứng đi, nó có cái gì ấy nó ăn gian để làm cho cái xác suất để ra được một cái mặt nào đấy nó nhiều hơn những cái mặt còn lại. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi về những cái định nghĩa, những cái khái niệm rất là cơ bản nhất trong xác suất thống kê qua hai cái ví dụ vừa rồi. Đầu tiên chúng ta có cái khái niệm đầu tiên là experiment, hay là tiếng Việt mình nó là phép thử. Phép thử nghĩa là gì? Phép thử chính là việc chúng ta thực hiện một nhóm các cái điều kiện cơ bản để quan sát xem cái hiện tượng nào đó có thể xảy ra hay không, đúng không? Trong hai cái ví dụ trên, chúng ta lần lượt chúng ta có hai cái phép thử, như là cho các bạn tung một đồng xu hoặc là các bạn tung một con xúc xắc. Đấy. Ngoài đời các bạn dùng ngoài đời các bạn sẽ gặp những cái phép thử rất là nhiều, các bạn gặp những cái experiment, các bạn gặp những cái phép thử rất là nhiều. Trong cuộc sống hàng ngày, những phép thử nó diễn ra hàng ngày, ngày nào chúng ta cũng làm. Đấy. Giống như là các bạn đi mua xổ số chẳng hạn. Các bạn đi mua xổ số nó cũng là một cái experiment đúng không? Mua xổ số là nó là một cái phép thử đúng không? Các bạn thực hiện cái phép thử, tức một nhóm cái điều kiện là gì, là các bạn đến cái chỗ nó bán xổ số, các bạn đưa tiền cho người ta đưa cho bạn vé đúng không? Các bạn thực hiện một cái điều kiện cơ bản để xem là một cái hiện tượng nào đó có xảy ra hay không. Hiện tượng ở đây là gì? Hiện tượng gì? Hiện tượng là các bạn có trúng số hay không? Đúng không? Thì các bạn đi mua xổ số nó là một cái phép thử đúng không? Các bạn đi chợ, các bạn định mua thịt bò chẳng hạn đúng không? Cô ở hàng chợ cô ấy bảo bao nhiêu tiền thôi, các bạn mặc cả, các bạn mặc cả cũng là một phép thử đúng không? Các bạn thực hiện một nhóm các cái điều kiện là các bạn mặc cả, và các bạn nói, các bạn sử dụng kiến thức, các bạn sử dụng kinh nghiệm mình để các bạn mặc cả giá với người ta đúng không, để quan sát xem một cái sự kiện, một cái hiện tượng nó có xảy ra không, tức là hiện tượng là cô ấy có đồng ý bán giá thấp hơn hay là cô ấy nhất quyết cô ấy không đồng ý bán giá thấp hơn cho các bạn đúng không? Hoặc là các bạn nam, các bạn đi mời crush của mình đi ăn chẳng hạn đúng không, các bạn đi mời, hoặc là các bạn đi tỏ tình chẳng hạn đúng không, thì cũng là các bạn làm phép thử đúng không? Các bạn thực hiện một nhóm cái điều kiện đúng không, các bạn mời đi ăn, các bạn mời, các bạn hỏi là bạn ơi bạn ăn chưa, bạn có muốn đi ăn với mình không, các thứ đúng không? Các bạn thực hiện một loạt những cái điều kiện cơ bản đúng không, để xem là một cái hiện tượng, từ hiện tượng là cái đối tượng đấy có đồng ý đi ăn với các bạn không đúng không. Đấy là các bạn cũng áp dụng xác suất, các bạn cũng áp dụng cái khái niệm về xác suất trong trong thực tế đúng không. Thế đây là khái niệm về phép thử đúng không, phép thử chúng ta thực hiện một nhóm các cái điều kiện cơ bản để chúng ta xem là một cái hiện tượng nào đấy liệu nó có xảy ra hay không. Khái niệm thứ hai mà chúng ta cần biết nó là khái niệm kết cục đúng không? Experiment là phép thử, thế còn outcome thì là kết cục. Kết cục nó là kết quả của một phép thử. Đấy. Cái phép thử mà các bạn tung đồng xu thì các bạn có thể có hai kết cục khác nhau, là kết cục được mặt sấp và mặt ngửa đúng không? Mặt sấp thì là chai đúng không? Mặt ngửa thì là hết đúng không? Các bạn tung con xúc xắc thì các bạn sẽ có 6 kết cục khác nhau, mặt 1 2 3 4 5 5 6 đúng không? Các bạn đi mua xổ số các bạn có hai kết cục, một là các bạn trúng, hai là các bạn trượt đúng không?
các bạn đi tỏ tình chẳng hạn, các bạn cũng sẽ có hai kết cục. Một là các bạn tỏ tình được, là người ta đợi cho mình, người ta nhận làm người yêu các bạn. Hai là trượt, hai là thôi, đúng không? Anh rất tốt nhưng em rất tiếc, đúng không? Đấy, outcome nó là những cái kết cục khác nhau của một cái phép thử. Đấy. Khái niệm thứ ba nó là khái niệm sự kiện nhá. Sự kiện nó là một cái sự việc hay một cái hiện tượng nào đó trong cuộc sống tự nhiên, trong cuộc sống xã hội. Đấy. Sự kiện này nó có thể được hiểu nó là một cái nó bao trùm kết cục. Nó bao trùm kết cục. Ví dụ như này. Các bạn có một cái experiment, các bạn có một cái phép thử là các bạn đi thi môn toán, đúng không? Các bạn đi thi môn toán. Nào, các bạn đi thi môn toán thì các bạn có bao nhiêu kết cục có thể xảy ra các bạn? Nào, nếu mà cái experiment nó là phép thử thì các bạn thấy là các bạn sẽ có bao nhiêu cái outcome, các bạn sẽ có bao nhiêu cái kết cục các bạn. Nếu mà các bạn đi thi môn toán ở trên trường cấp 3 chẳng hạn, nào, các bạn sẽ có bao nhiêu kết quả? Các bạn sẽ có bao nhiêu kết cục? Nào các bạn, ngày xưa các bạn học cấp 3, các bạn đi thi môn toán thi cuối kỳ chẳng hạn. Nếu mà cái phép thử là các bạn đi thi môn toán thì các bạn có bao nhiêu kết cục nào? Các bạn khác hết. Ok mọi người, ở đây mọi người đều tốt nghiệp cấp 3 rồi hết đúng không? Các bạn đều đã từng là học sinh cấp 3 rồi đúng không? Nào. Nào các bạn sao câu này nó có khó đến mức đấy đâu các bạn nhỉ? Sau này chúng ta những đây đây mới chỉ là buổi thứ hai thôi, những cái buổi sau nó còn dài nữa cơ. Ngày xưa các bạn thi học kỳ chẳng hạn, các bạn đi học học kỳ trên trường, các bạn đấy thi là nó nào tính theo thang điểm phải có 11 chứ đúng không, còn cả điểm không nữa mà, không 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đúng không, có 11 đấy. Cái kết cục của các bạn nhé, kết cục nó là những cái kết quả có thể có của một phép thử đấy. Thì trong trường hợp các bạn là các bạn đi thi môn toán, các bạn sẽ có là 11 kết cục khác nhau, điểm 0 1 2 4 5 6 7 8 9 đúng không, là các bạn chia lẻ ra 9 rưỡi 9 7 là 9 3 phần 4 cái thứ đúng không, các bạn sẽ có một cái số lượng, một cái các bạn có khoảng 11 kết cục đúng không. Thế nhưng mà cái sự kiện đó, nó cái sự việc là gì, cái sự kiện nó sẽ cái yếu tố nó tổng quát hơn, tức là sự kiện nó sẽ có thể là ví dụ là các bạn đỗ hay là các bạn trượt, tức là gì, kết cục nó là cái thứ nó không thể phân chia nữa, còn sự kiện nó mang cái tính chất nó tổng quát hơn. Ví dụ sự kiện là các bạn có điểm đỗ với điểm trượt, các bạn trên 5 điểm mà các bạn đỗ chẳng hạn, dưới 5 điểm các bạn trượt đấy đúng không, thì đó là gì, trong trường hợp này sự kiện nó là một cái gì nó bao trùm lên kết cục, là gì, một cái gì nó mà là kết kết cục, nó cũng có thể là sự kiện nhưng nó là sự kiện thì chưa chắc nó là kết cục đúng không? Trong trường này cũng vậy đúng không các bạn, này các bạn có thể sự kiện của bạn nó có thể nó được chia nhỏ đến mức kết cục, thưa gì, sự kiện có thể là các bạn được điểm 0, điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, vân vân đúng không, nhưng sự kiện nó có thể nó là cái nó tổng quát hơn, là sự kiện là các bạn điểm đỗ, sự kiện các bạn được điểm trượt đấy, có nghĩa gì, tức là về mặt tổng quát thì một cái sự kiện nó sẽ có thể là được tạo ra bởi nhiều kết cục, hoặc là các bạn tung một cái đồng xu, các bạn tung con xúc xắc chẳng hạn, các bạn tung con xúc xắc các bạn sẽ có 6 kết cục, 1 2 3 4 5 6. Thế nhưng mà các bạn sẽ có những cái sự kiện này, sự kiện các bạn được mặt chẵn, sự kiện các bạn được mặt lẻ, sự kiện các bạn được mặt lớn hơn hai chẳng hạn đúng không, thì các bạn thấy là cái sự kiện nó là một cái thứ nó bao trùm lên kết cục đúng không, kết cục nó là một cái trường hợp riêng của sự kiện, tức là có những cái sự kiện nó nhỏ đến mức là như là kết cục đúng không, nhưng mà nhìn chung là sự kiện nó sẽ là cái thứ nó bao gồm, nó sẽ là nó bao trùm lên kết cục nhé. Kết cục là cái thứ mà không thể nào phân chia được nữa, còn sự kiện thì có thể phân chia được có thể không đúng không, sự kiện mà nhỏ đến mức như là kết cục thì hai cái nó tương đương nhau, còn sự kiện nó là thứ lớn hơn đúng không, nếu sự kiện là các bạn tung con xúc xắc các bạn được mặt một chẳng hạn thì nó cũng là tương đương với là nó là ngang bằng với một kết cục đúng không, nhưng sự kiện các bạn được tung con xúc xắc các bạn được mặt 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 chẵn chẳng hạn đúng không, thì một cái mặt chẵn này nó tương đương với ba cái kết cục khác nhau nó gộp lại đúng không. Thế đây là cái khác biệt giữa outcome với cả event đúng không, khác biệt giữa kết cục với cả sự kiện đấy. Rồi tiếp theo, thế bây giờ khi mà các bạn đã tổng kết được, các bạn đã tập hợp tất cả cái kết cục có thể xảy ra của một cái phép thử nào đó đúng không, ví dụ các bạn phép thử các bạn là các bạn tung con xúc xắc, các bạn có để có 6 kết cục khác nhau là 1 2 3 4 5 6, các bạn tung đồng xu các bạn có thể có hai kết cục khác nhau là mặt sấp và mặt ngửa, các bạn đi thi môn toán các bạn có thể có 11 kết cục khác nhau là 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thì khi mà các bạn tổng hợp, các bạn kết hợp lại, các bạn tổng kết lại toàn bộ những cái kết cục có thể xảy ra thì các bạn sẽ được một cái tập người ta gọi là không gian mẫu. Không gian mẫu là tập hợp của tất cả những cái kết cục có thể xảy ra của một cái phép thử nào đấy. Đấy, đúng không? Rồi, thế các bạn nhớ nhá. Kết cục của một cái phép thử nó chỉ là một cái trường hợp riêng của sự kiện. Hay nói khác là gì? Một sự kiện thì nó có thể là kết hợp của một,
hay là nhiều những cái kết cục khác nhau. Đấy, đây là một vài những khái niệm rất là cơ bản cho mảng xác suất thống kê. Đấy, còn mối quan hệ của chúng đây, mối quan hệ đây, các bạn nhìn này. Đấy. Cả cái hình chữ nhật lớn ở ngoài cùng, nó là cái sample space, nó là tất cả những cái khả năng có thể xảy ra, tất cả những cái kết cục có thể xảy ra của một phép thử, của một phép thử. Đấy. Bên trong nó thì các bạn có cái event, event là cái vòng tròn, event nó sẽ phải bao gồm nhiều cái kết cục ở bên trong, đúng không? Event nhìn chung nó sẽ là một cái trường hợp tổng quát hơn của outcome, hay nói khác gì, hay nói khác là sự kiện nó sẽ một cái tổng quát hơn của kết cục. Tất nhiên là sẽ có những cái sự kiện nó sẽ bằng đúng kết cục luôn, nhưng mà nhìn chung nó sẽ là một cái tổ hợp của một vài những cái kết cục khác nhau. Thế rồi, ok, đến này có ai có câu hỏi gì không, có ai có câu hỏi gì về các cái khái niệm vừa rồi không, phép thử này, kết cục này, sự kiện này và không gian mẫu này, có ai có câu hỏi gì không? Rồi cho tiếp nhá. Nào, bây giờ chúng ta sẽ phân loại các cái sự kiện. Đấy, phân loại các cái sự kiện. Thì đầu tiên là sự kiện ấy, thường thường người ta sẽ dùng những cái ký tự chữ viết in hoa để người ta ký hiệu cho sự kiện. Ví dụ chữ in hoa là chữ ABC viết viết hoa. Đấy. Thế thì một sự kiện có thể rơi vào ba khả năng sau nhá. Một sự kiện có thể rơi vào ba một trong ba khả năng sau. Nếu nó chắc chắn xảy ra thì sự kiện đó được gọi là sự kiện tất yếu nhá. Nếu một sự kiện mà chắc chắn xảy ra thì sự kiện đó là sự kiện tất yếu. Ví dụ là gì? Ví dụ là sự kiện mà buổi sáng mặt trời mọc ở phía đông chẳng hạn. Đúng không? Sự kiện mà buổi sáng mặt trời nó mọc ở phía đông thì đây nó là sự kiện chắc chắn, đúng không? Nó là sự kiện tất yếu, tức là 100% nó xảy ra, nó không thể khác được. Hoặc là gì? Hoặc là sự kiện mà nước sôi khi mà ở 100 độ chẳng hạn, đúng không? Nó cũng là sự kiện tất yếu, đúng không? Nó kiểu gì nó cũng xảy ra, nó không thể khác được, 100% nó xảy ra, đúng không? Tức là một sự kiện mà chắc chắn nó sẽ xảy ra thì đây được gọi là sự kiện tất yếu, đúng không? Gọi là sự kiện chắc chắn. Thì cái loại thứ hai là loại ngược lại là gì? Là sự kiện bất khả. Sự kiện bất khả là sự kiện gì? Là sự kiện mà không thể nào mà xảy ra được, đúng không? Sự kiện bất khả là sự kiện mà không thể nào mà xảy ra. À, sự kiện tất yếu thường người ta hay hay kêu là chữ U các bạn nhé, chữ U đấy, chữ U, à, kêu là U U U của ký hiệu, một một là người ta có thể ký hiệu là U, hai là người ta ký hiệu bằng ký tự Omega này, nên người ta có thể một trong hai cách ký hiệu. Các bạn đọc những cái tài liệu khác nhau nó sẽ dùng một trong hai ký hiệu này, một là người ta ký hiệu chữ U, hai là người ta ký hiệu là chữ à, là cái ký hiệu ký hiệu Omega này, đấy, một trong hai ký hiệu. Thế tiếp, cái sự kiện bất khả là cái sự kiện mà nó không thể xảy ra được, tức là không thể nào có chuyện nó xảy ra, sự xác suất nó xảy ra là bằng không, đúng không? Người ta sẽ kiểu nó là V, hoặc là người ta kiểu cái ký tự rỗng ấy, tập rỗng. Thế cái sự kiện bất khả là ví dụ như nào, ví dụ là các bạn ấy là sự kiện bất khả là mặt trời mặt mọc ở phía tây chẳng hạn, hoặc là sự kiện mà các bạn tung con xúc xắc ở đường mặt 7 chẳng hạn, đúng không? Thì đấy là sự kiện bất khả. Thế, sự kiện bất khả, đúng không? Sự kiện không thể xảy ra, sự kiện mà không bao giờ có thể xảy ra dưới bất kỳ một cái trường hợp nào, đúng không? Và cuối cùng là những cái sự kiện nó ở phía giữa, tức là những cái sự kiện ngẫu nhiên. Đây sẽ cái thứ mà chúng ta sẽ nghiên cứu, đúng không? Sự kiện ngẫu nhiên là những cái sự kiện mà nó có thể xảy ra hoặc không. Ví dụ là các bạn sự kiện các bạn đi thi đại học chẳng hạn. Các bạn có thể đỗ, các bạn có thể trượt, đúng không? Các bạn không thể chắc chắn là 100% các bạn sẽ đỗ, mà các bạn cũng không thể chắc chắn là 100% các bạn sẽ trượt, đúng không? Đây là những cái sự kiện ngẫu nhiên. Thế sự kiện những cái sự kiện ngẫu nhiên là những cái sự kiện dù được thực hiện trong cùng một cái điều kiện như nhau vẫn có thể cho ra những cái kết quả khác nhau. Các bạn tung con xúc xắc chẳng hạn, đúng không? Các bạn vẫn dùng đúng cái lực thế, các bạn vẫn dùng con xúc xắc đấy, các bạn vẫn dùng cái đĩa đấy, đúng không? Nhưng mỗi lần các bạn tung, các bạn lại ra được một cái mặt khác nhau, đúng không? Các bạn không thể nào các bạn chắc chắn là các bạn sẽ được ra mặt nào 100%, đúng không? Hoặc là bây giờ các bạn lấy một cái sản phẩm ngẫu nhiên ra từ cái từ cả một cái lô hàng gồm cả hàng chính phẩm lẫn hàng phế phẩm, đúng không? Các bạn sẽ không thể chắc chắn là các bạn sẽ luôn luôn nhận được hàng chính phẩm hay các bạn luôn luôn nhận hàng phế phẩm. Đấy, sự kiện ngẫu nhiên nó sẽ là cái đối tượng khảo sát của các cái lý thuyết xác suất, đúng không? Tại vì sao? Tại vì cái gì mà chắc chắn rồi thì còn gì để mà nghiên cứu, cái gì mà không thể xảy ra cũng không thể nghiên cứu, đúng không? Thì chúng ta sẽ chỉ có thể nghiên cứu những cái thứ mà nó có thể xảy ra và nó cũng có thể không. Thế nào, bây giờ các bạn cho mình hỏi nhá, bây giờ các bạn hỏi nhanh thôi, hỏi nhanh hỏi vui thôi, các bạn xem mình là xem là các cái sự kiện sau nó thuộc về cái dạng nào. Nào, sự kiện mà nước đóng băng ở âm 10 độ, nào các bạn, sự kiện mà nước đóng băng ở âm 10 độ thì các bạn nhét nó vào cái loại nào bây giờ? Sự kiện nước đóng băng ở âm 10 độ. Rồi, sao mọi người ít tham gia nhỉ? Buổi này mới buổi thứ hai thôi mà. Rồi, thật điều, đúng rồi. Nào, tiếp sự kiện thứ hai mình cho các bạn cho mình hỏi. Nào, thì bây giờ đúng rồi, các bạn ghi là U hoặc V cũng được, nhanh cũng được. Rồi, sự kiện thứ hai, sự kiện mà tam giác có hai góc tù. Sự kiện mà tam giác có hai góc tù. Góc tù là góc gì? Là góc lớn hơn 90 độ. Sự kiện mà tam giác có hai góc tù.
Rồi. Đúng rồi, đúng không? Không thể đúng không? Tam giác không thể có hai hấp thủ được. Nào, sự kiện mà Việt Nam được tham dự World Cup bóng đá nam, nào theo các bạn. Sự kiện Việt Nam được tham dự World Cup bóng bóng đá nam, nào. Nó là loại nào bây giờ? Ừ, rồi nó là sự kiện ngẫu nhiên đúng không? Nó có đúng không? Về mặt lý thuyết là nó gì? Nó có thể xảy ra, nó cũng có thể không đúng không? Nào, sự kiện năm nay nào, bây giờ tháng 9 rồi, nào sự kiện năm nay các bạn có người yêu nào, các bạn xem là cái sự kiện này nó thuộc về cái dạng nào bây giờ. Sự kiện năm nay các bạn có người yêu. Rồi riêng cái này mình cho các bạn tự trả lời nhé, với mỗi bạn các bạn sẽ có một cái ý kiến khác nhau nhé, cái này cho các bạn tự trả lời. Rồi nào, thế bây giờ ôi à, và đấy chúng ta có một cái nữa là có cái là sự kiện sơ cấp, sự kiện sơ cấp là cái sự kiện mà không thể phân chia nhỏ hơn được nữa đấy, nó cũng giống như kiểu là cái với cái kết cục với ở cái sự kiện ấy đúng không. Sự kiện sơ cấp là cái thứ nó, tức là sự kiện sơ cấp nó chính là tương với kết cục ấy, tức là sự kiện cấp không thể nhỏ hơn nữa đúng không. Sự kiện là các bạn được mặt chẵn, mặt lẻ đúng không, nhưng mà sự kiện đấy nó vẫn có thể chia được, nó vẫn có thể mặt chẵn là các bạn chia thành 2 4 6 đúng không. Thế sự kiện mà được mặt hai ấy nó là sự kiện sơ cấp, mặt 4 là sơ cấp, mặt 6 là sơ cấp, ra thì đây các bạn không thể các bạn chia nó bé hơn hơn nữa được đúng không. Đấy người ta gọi là sự kiện sơ cấp đấy. Trong cả lý thuyết và trong cả thực tế, khi mà người ta nói về các cái sự kiện ấy thì người ta thường người ta muốn đo lường một cái đại lượng đặc trưng cho cái khả năng là cái sự kiện đấy nó có thể xuất hiện hay là không, và cái đại lượng đó được gọi là xác suất đấy, probability. Thế đúng không? Khi mà người ta nói về một cái sự kiện, đúng không? Các bạn mua số, à, các bạn mua xổ số, các bạn mua lô, mua đề đúng không? Các bạn chơi những trò chơi may rủi đúng không? Các bạn đánh tá lả, các bạn đánh phỏm chẳng hạn đúng không? Các bạn sẽ đều muốn biết một cái xác suất là các bạn liệu có thắng được không đúng không? Đấy, tức là khi mà chúng ta nói về một cái sự kiện ngẫu nhiên, bao giờ người ta cũng thường người ta sẽ muốn đo. Tất nhiên ở đây nói về sự kiện là các bạn hiểu là sự ngẫu nhiên đúng không? Chứ còn sự kiện tất yếu và sự kiện bất khả thì nó là 100% hay 0% thì chả có gì để nghĩ nữa đúng không? Những cái sự kiện ngẫu nhiên thì khi mà chúng ta nói về một cái sự kiện ngẫu nhiên, chúng ta luôn luôn chúng ta muốn đo lường cái khả năng liệu cái sự kiện này nó có thể xảy ra hay không, hay là người khác chúng ta muốn đo lường cái xác suất của cái sự kiện đó đúng không. Thường xác suất nó kiểu là P đấy, P mở ngoặc đóng ngoặc có cái ký hiệu của sự kiện đúng không, ví dụ là PA PB đấy, P mở ngoặc đóng ngoặc A, P mở ngoặc đóng ngoặc B đấy. Một là người ta có thể ký hiệu sự kiện là ABC, hai là nếu mà nhiều sự kiện cá mà chữ nó không có đầy đủ hết, ví dụ là các bạn đi thi mà ở bên Trung Quốc chẳng hạn đúng không? Điểm nó từ 0 đến 100 điểm đúng không? Các bạn mà lấy ABC các bạn lấy hết bảng chữ cái nó không hết đúng không? Thì lúc đấy người ta sẽ ký hiệu những cái chỉ số, à, những cái ký hiệu nó có cái subscript cái chỉ số ở dưới đúng không? Là A1, A2 vân đến A100. Đấy, nó có hai kiểu như vậy đấy. Thường thường nó sẽ là chữ viết in hoa và nó phải nó có kèm theo cả chỉ số nữa nếu mà số lượng sự kiện nó là quá nhiều. Đấy. Rồi, ok, có ai có câu hỏi gì không? Ai có câu hỏi gì không? Rồi cho tiếp các bạn nhé. Tiếp này. Bây giờ chúng ta nói về xác suất. Xác suất của xảy ra một cái sự kiện A, người ta ký hiệu là P mở ngoặc A đúng không? Được tính bằng thương số của tổng số các cái kết quả, các hỏi kết quả, tức là nó được tính bằng thương số của tổng số các cái kết cục thuận lợi cho A chia cho tổng số các cái kết cục trên không gian mẫu. Đấy. Xác suất của một sự kiện là một con số đặc trưng cho cái khả năng khách quan xuất hiện của cái sự kiện đó. Đấy, và xác suất của một sự kiện luôn là nằm trong khoảng từ 0 cho đến 1. Chúng ta lấy cả hai đầu. Đấy, ví dụ đây các bạn thấy là sự kiện mà các bạn tung con số ra được mặt chẵn chẳng hạn đúng không? A là sự kiện các bạn tung con số được mặt chẵn. Thế thì xác suất của A là bằng một cái phân số đúng không? Tử số là tổng số lượng những cái kết cục mà có lợi cho A, thuận lợi cho A đúng không? Thì các bạn thấy là A là mặt chẵn thì cái kết cục mà thuận lợi nó là 246 đúng không? 246 nằm ở tử đúng không? Thì tổng số kết cục này nó là 3. Mẫu số là tổng những cái kết cục có thể, nên là các bạn có 6 cái kết cục khác nhau đúng không? Thì cùng là cái xác suất để xảy ra A nó bằng 3 chia 6. Đấy, xác suất 3 chia 6 thì đây khái niệm về xác suất, và chúng ta sẽ làm việc với cái xác suất, khái niệm xác suất này trong hầu hết tất cả những cái khái niệm liên quan đến xác suất và tập thống kê. Đấy là khái niệm cơ bản nó dùng trong mọi bài toán con của xác suất thống kê. Rồi tiếp, thế bây giờ chúng ta sẽ nói về các cái phép toán giữa các cái sự kiện các bạn nhé. Nói về các cái phép toán giữa các cái sự kiện. Đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái việc là tích của hai sự kiện, hoặc là tổng, sẽ nói tổng và tích của hai sự kiện. Các bạn nhớ tổng và tích của hai sự kiện. Đầu tiên các bạn nhìn ở đây, ví dụ các bạn có hai cái sự kiện nhá, các bạn có hai cái sự kiện khác nhau, một là cái sự kiện tên là A, sự kiện A là sự kiện mà các bạn tung con số sắc các bạn được các bạn được mặt chẵn nhá, các bạn tung một con số sắc các bạn được mặt chẵn. Còn sự kiện B là sự kiện các bạn tung con số sắc các bạn được một cái mặt chia cho ba đấy, thì A và B ở đây là hai sự kiện đúng không, A và B là hai sự kiện khác nhau. Thế thì trong lúc đó thì chúng ta nói là về
Tổng của hai sự kiện có nghĩa là gì? Tổng của hai sự kiện là một cái sự kiện sẽ xảy ra khi mà ít nhất một trong hai sự kiện ban đầu nó xảy ra. Ví dụ đây, tổng của hai sự kiện là A và B là một cái sự kiện, trong đó thì ít nhất hoặc là A thỏa mãn hoặc là B thỏa mãn. Có nghĩa gì? Tức là tổng của hai sự kiện này nó là các bạn tung một cái con xúc xắc, các bạn được một cái mặt mặt mà nó hoặc là nó là mặt chẵn, hai là nó là mặt chia cho ba. Đấy, hoặc là chẵn hoặc là nó chia cho ba. Đấy, đây là tổng của hai sự kiện không? Union of events. Đấy, tổng của hai sự kiện. Thì người ta ký hiệu là A với cái chữ dấu U này của B này. Ngày xưa mà các bạn học, ngày xưa các bạn học cấp 2, các bạn học lớp 6 ấy, các bạn có học về cái sơ đồ Venn ấy, đúng không? Thì đây nó chính là tương đương với là hợp của hai tập hợp đấy, đúng không? Ký hiệu U này như là hợp của hai tập hợp. Đấy, các bạn có thể gọi là tích của hai sự kiện. Đấy, tích của hai sự à, sorry, xin lỗi các bạn, tổng của hai sự kiện là một cái sự kiện trong đó thì ít nhất là một trong hai cái sự gốc ban đầu nó xảy ra. Đấy, đúng không? Hoặc là nó chẵn hoặc là nó chia cho ba, thì đây là tổng của các sự kiện, là các bạn có thể gọi nhanh là hợp cũng được, các bạn gọi nhanh là hợp được. Hợp thì người ta hay dùng cho khái niệm về tập hợp, còn đây người ta dùng hay là về sự kiện, tức là ký hiệu nó vẫn là ký hiệu cái chữ U ngược này, đúng không? À, cái chữ U này. Thế nhưng mà trong sự kiện thì người ta không gọi là hợp, không phải người ta không gọi, người ta ít khi người ta gọi là hợp, người ta hay gọi là tổng, tổng của hai sự kiện. Thế rồi, thì đây là khái niệm của tổng của hai sự kiện là như vậy. Theo khái niệm thứ hai là khái niệm tích của hai sự kiện. Tích của hai sự kiện là khi nào? Là khi mà làm cái sự kiện mới mà nó đồng thời nó thỏa mãn cả hai cái sự kiện gốc ban đầu, đúng không? Thì ví dụ là hợp, tích của hai sự kiện A và B là một cái sự kiện mới, trong đó thì cả A cả B đều được thỏa mãn. Có nghĩa gì? Tức là các bạn tung được một cái mặt xúc xắc, nó vừa là mặt chẵn và nó vừa là mặt chia cho ba. Đấy, nó vừa là mặt chẵn vừa là mặt chia cho ba này, đúng không? Ký hiệu nó cái U nó ngược lên này, đúng không? Nó chính là giống như là tương đương với ký hiệu giao của hai tập hợp đấy. Ngày xưa chúng ta học về tập hợp, đúng không? A với B, đúng không? A U B này thì là hợp của hai tập hợp này. A giao A về chữ U ngược B này là giao của hai tập hợp. Đấy, hợp của hai tập hợp thì nó tương đương với là tổng của các cái sự kiện. Thế còn giao của các tập hợp thì nó tương đương với tích của các cái sự kiện. Đấy, nó một cái là tổng này, một cái là tích này, đúng không? Các cái phép tính liên quan đến mặt sự kiện, đúng không? Tổng của hai sự kiện thì thường thì nó là một trong hai sự kiện con nó thỏa mãn, còn tích là cả hai đều phải đồng thời thỏa mãn. Đấy. Đúng không? Thì ví dụ là bây giờ các bạn có một cái ví dụ khác nữa là ví dụ là bây giờ các bạn gọi sự kiện A là sự kiện mà số học sinh mà giỏi môn toán của lớp các bạn. Sự kiện B là số học sinh mà giỏi môn tiếng Anh của lớp các bạn, đúng không? Thì tổng của hai sự kiện là một cái sự kiện A hợp với B này thì nó sẽ là gì? Là một học sinh hoặc là giỏi toán hoặc là giỏi tiếng Anh, đúng không? Hoặc là học giỏi tiếng Anh. Thế còn tích của hai sự kiện là gì? Là một là số lượng những cái học sinh mà nó học giỏi cả hai môn. Đấy, học giỏi cả toán, học giỏi cả tiếng Anh nữa. Đấy. Rồi, tiếp theo. Đây một vài những mối quan hệ các bạn nhìn này, đúng không? Tổng của tích của hai sự kiện người ta còn có một cách viết khác nữa các bạn nhìn này. Ví dụ là tổng của hai sự kiện người ta phải biết là A cộng B, đúng không? Tích sai sự kiện người ta là A nhân B thì người ta bỏ luôn cái dấu nhân ở giữa đó, AB viết cạnh nhau này. Đấy. Thì bây giờ các bạn nhìn này, cái mối quan hệ giữa xác suất của tổng các cái sự kiện và xác suất của tích cái sự kiện nó như này, đúng không? Xác suất của tổng của hai sự kiện thì xác suất thì bằng xác suất xảy ra sự kiện đầu cộng với xác suất xảy ra sự kiện thứ hai trừ đi xác suất mà tích của hai sự kiện đấy, đúng không? Có nhỉ? PA hợp với B này bằng PA cộng với B trừ đi P giao à, P của A giao B đấy, đúng không? Như này, đúng không? A hợp với B là xác suất để một trong hai sự kiện xảy ra, đúng không? PA là xác suất để A xảy ra, PB là xác suất của B xảy ra. Các bạn khi mà các bạn cộng hai lại thì cái phần ở giữa, cái phần giao nhau ấy nó bị tính cộng gấp đôi lên rồi, sau các bạn phải trừ trừ đi, đúng không? Trừ đi P của A giao B. Đấy. Đây là cái công thức để thể hiện cái mối quan hệ giữa xác suất của tổng của hai sự kiện và xác suất của tích của hai sự kiện. Đấy. Rồi, có bạn nào có câu hỏi gì về công thức này không? Có nào có câu hỏi gì về công thức này không? Nó cũng sẽ được mở rộng cho cả ba bốn sự kiện nữa, nhưng mà thường thường người ta hay làm về hai thôi, người ta hay làm về hai thôi. Nào bây thử nhá, bây giờ chúng ta thử làm một nhanh một cái câu hỏi các bạn nhá, nhanh một cái câu hỏi nhá. Các bạn này, cái công thức này ấy, nó áp dụng cho cả về về mặt xác suất, nó áp dụng cho cả về mặt số đếm nữa, tức là gì? Xác suất nó là một thứ nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Thế còn nếu mà các bạn muốn đếm thì các bạn muốn đếm xem là có bao nhiêu khả năng xảy ra, ví dụ này, đúng không? Ví dụ các bạn đếm là gì? Ta đếm các bạn xem là có bao nhiêu trường hợp xảy ra nó thỏa mãn thì đúng không? Đếm 1 2 3 4 5 6. Thế nếu gọi là đếm, còn xác suất là các bạn sẽ tính là dưới dạng một cái số là nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Thì cái công thức này ấy, nó vừa dùng cho xác suất đường mà các bạn bỏ cái ký hiệu P đi thì nó vẫn dùng cho cái nó dùng về mặt ý nghĩa là số lượng những cái phần tử nó cũng đúng luôn. Thế. Nào bây giờ thử làm câu hỏi này. Lớp bây chúng ta có 40 học sinh, đúng không? Trong đó có 20 học sinh thích chơi biết chơi Liên Minh Huyền Thoại này, 15 học sinh biết chơi CS:GO, 30 học sinh biết chơi ít nhất một game. Thế câu hỏi là có bao nhiêu học sinh biết chơi cả hai game? Nào các bạn thử nghĩ xem,
một lớp có 40 học sinh, trong đó có 20 người biết chơi Liên Minh Huyền Thoại, 15 người biết chơi CSGO, 30 người biết chơi ít nhất một game, thì hỏi có bao nhiêu người biết chơi cả hai game? Rồi năm đúng không? Cái này thì nó cũng không có quá khó với các bạn đúng không? Đúng không? Cái mà người ta hỏi là gì? Là học sinh nào biết chơi cả hai game đúng không? Biết chơi cả hai game có nghĩa là gì? Người ta muốn hỏi cái này này. Đấy, người ta muốn hỏi cái này, tức là ông nào biết chơi cả hai game đúng không? Thì đầu tiên là A là số ông biết chơi Liên Minh Huyền Thoại là 20. B là số ông biết chơi CS:GO là 15 đúng không? Chỗ này là ông nào biết chơi ít nhất một trong hai game là 30 đúng không? Thì 30 bằng 20 cộng 10 năm trừ đi cái này đúng không? Có nghĩa là gì? 30 bằng 3 năm trừ đi cái này là chỗ này. Ông số ông biết chơi cả hai game thì là 5 đúng không? 5 học sinh. Đấy, 5 học sinh. Rồi ok, thì đấy là về một vài cái thứ liên quan đến các cái sự kiện và các cái mối quan các cái phép tính trên sự kiện. Thế. Đúng không? Các cái phép toán các cái giữa các cái sự kiện với nhau đúng không? Phép toán tổng và phép toán tích này. Thế. Rồi tiếp theo này. Chúng ta sẽ nói về Cho em hỏi khi có 3 hay 4 sự kiện thì công thức sẽ như thế nào? Ok, ba bốn sự kiện như nào nhá, các bạn nhìn nhá. Đây là các bạn có hai sự kiện đúng không? Nào, thử ba sự kiện này, ba sự kiện này nhá. Đầu tiên có cái này lại vào đã. Đây nhá. Hai sự kiện này giống như này đúng không? À, đây là của hai sự kiện này đúng không? P của A hợp B này đúng không? Bằng PA này. Đúng không? Cộng với PB này. Không? Trừ đi P của A ra B này đúng không? Đây là hai sự kiện đúng không? Thế bây giờ nếu mà các bạn có 3 sự kiện thì như nào? 3 sự kiện này. P này của A này hợp với B này hợp với C này đúng không? Đấy, bằng PA này cộng PB này cộng với PC này trừ đi P của A giao P này trừ đi P của B giao C này trừ đi P của C giao với A này cộng với P của A giao B giao C đây đây đấy cứ tự chém trong đây rồi đúng không này này đúng không PA này cộng PB này cộng PC này thử thử vẽ ra nhá thử vẽ này thử vẽ ra vì sao lại như vậy này A này đúng không? B này đúng không? C này đúng không? Cái mà các đúng không? Có phải là P của A giao B à, A hợp với B hợp với C nó tất cả chỗ này đúng không? Tất cả những chỗ nó thuộc về hoặc A hoặc B hoặc C đấy, tất cả những chỗ mà có màu này đúng không? Thế ông này đúng không? Ông này thì nó chính là cái chỗ ở xen giữa này đấy, chỗ giữa này đấy đúng không? PC đúng không? C ra với A thì nó chính chỗ này này, C ra với A này đấy đúng không? Thế các bạn nghĩ xem đúng không? Phải nhá. Các bạn mà cộng nhá, PA này cộng PB này cộng PC này đúng không? Thì có phải khi bạn làm thế thì cái phần mà giao nhau giữa ví dụ A với B này đúng không? Cái phần mà đây nhá. cái phần mà A giao B nhá, đây phần này này. Đấy. Nó bị đếm hai lần đúng không? Tại vì nó vừa thuộc về A, nó lại vừa thuộc về B, có nghĩa là khi mà các bạn cộng ba ông này lại PA cộng PB cộng PC thì cái phần giao ở giữa này ấy, nó bị đếm hai lần. Đếm hai lần thì các bạn sẽ phải trừ nó đi, đúng không? Các bạn chỉ tính có một lần thôi, đấy, nó giống như này, đấy, trừ đi một này. Tương tự như vậy với hai cái chỗ còn lại đúng không? Nhưng mà khi các bạn trừ như vậy rồi ấy, đúng không? Thì các bạn thì cái chỗ này ấy, các bạn lại bị trừ quá đi một lần. Vì sao? Tại vì lúc ban đầu vì sao? Tại vì đúng không? Đây nhá, các bạn nhìn nhá. Đúng không? Lúc ban đầu ấy, đúng không? Các bạn có ba cái phần này đúng không? Ba phần này. Đấy có nghĩa là gì? Cái phần này nó bị đếm ba lần rồi, đúng không? Thế nhưng mà sau đó các bạn hết trừ đi, các bạn trừ này thì các bạn lại bị trừ quá đi rồi nên các bạn phải cộng bù lại một lần nữa. Đấy các bạn nó cứ đan dấu thôi. Đây là với ba sự kiện. Các bạn đây ba sự kiện này đúng không? Cộng này. Tất cả là trừ này, đúng không? Nó lại cộng ngược lại. Đấy, trừ cộng trừ tại vì sao các bạn nhìn này?
chỗ này nhá, cái phần ở giữa của cái phần giao của ba cái này đấy, cái phần giao của ba cái ấy, nó nằm trong cả PA, PBBC, có nghĩa là khi bạn cộng này thì cái phần ở giữa nó được đếm 3 lần rồi. Ở đây các bạn lại trừ đi ba này, các bạn lại lại trừ đi 3 lần, tức là các bạn cộng 3 lần, các bạn trừ 3 lần là các bạn hết rồi, sao các bạn đúng không? 3 lần cộng với 3 lần trừ nó hết rồi, thì các bạn cộng lại thêm 1 lần nữa để nó khôi phục lại cái gốc ban đầu. Đấy. Còn với bốn cái nó cũng tương tự như vậy, bốn cái các bạn cứ đổi dấu liên tục thôi, cứ một lần cộng, sau lại một lần trừ, sau lại một lần cộng. Thế là xong. Rồi, các bạn có câu hỏi gì không? Các bạn có câu hỏi gì không? Đấy, 4 năm sự kiện nó cũng thế, cứ đảo dấu thôi. Rồi, tiếp các bạn nhá. Tiếp nha, tiếp nha. Có ai có thắc mắc thì các bạn cứ hỏi nhá. Mình rất là welcome các bạn, mình chỉ sợ các bạn không không hỏi thôi, chứ mình không sợ là các bạn không biết nhá. Nào. Bây giờ chúng ta nói về cái mối quan hệ giữa các cái sự kiện các bạn nhá. Mối quan hệ giữa các cái sự kiện. Đầu tiên là mối quan hệ kéo theo. Mối quan hệ kéo theo, ký hiệu là A, con của B. Đây, ngày xưa ký hiệu tập hợp đây, ngày xưa cái ký hiệu tập hợp hết đây, ký hiệu tập con đấy, đúng không? Ký hiệu là A kéo theo B, đúng không? Là người ta là A C B này có nghĩa gì? Tức là nếu A xảy ra thì B sẽ xảy ra theo. Đấy. Nếu A xảy ra thì B cũng sẽ xảy ra theo, đúng không? Nó tương đương với cái khái niệm tập con. Nó tương đương với cái khái niệm tập con. Nào bây giờ chúng ta thử một cái ví dụ các bạn nhá. Nào bây giờ chúng ta thử từng cái tập một là các bạn xem có ai còn nhớ những cái ký hiệu này không. Nào đầu tiên các bạn, ký hiệu N này nó là ký hiệu của tập gì các bạn? N này là ký hiệu của tập số gì? Số tự nhiên đúng rồi. N là của số tự nhiên đúng không? Thế Z là tập hợp số gì các bạn? N là số tự nhiên thì Z là tập hợp gì? Số nguyên rồi. Khó một tí này. Q là tập gì các bạn? Q là tập gì? Số hữu tỉ ôn lắm lắm này, tốt phết nhỉ. Chưa hỏi hỏi mất nhiều gian hơn cơ. Q là số hữu tỉ. R là số gì các bạn? R là số gì? R đúng rồi, R là số thực đúng không? Thế Y là số gì? Y ngắn là số gì? Y ngắn là số vô tỷ nhá, đây là hai cái từ tiếng Anh ở đây đúng không? Các bạn dịch ra làm sao? Y số vô tỷ đúng không? Nào, imaginary là số gì các bạn? Imaginary là số gì? Đúng rồi, đây là số ảo. Nào, theo complex là số gì các bạn? Complex là số gì? C là chữ gì đây? Số phức đúng rồi, C là số phức đúng không? R là số thực, C là số phức. Đúng rồi, đây các bạn nhìn thấy không? Ví dụ này, ngày xưa chúng ta hồi các bạn học về lớp 6, các bạn học về sơ đồ Venn ấy, các bạn có mấy cái tập này, tập con đúng không? Tập N nó là tập con của tập Z là tập con của tập Q, tập Q là tập con của tập R, tập Y cũng là tập con của tập R đúng không? Tập R là tập con của tập C chẳng hạn đấy đúng không? Thế đây là khái niệm về tập hợp. Thế còn bây giờ nếu các bạn quay về cái khái niệm sự kiện đúng không, thì gì? Sự kiện một số là số tự nhiên đúng không? A là sự kiện một số nó là số tự nhiên, B là sự kiện nó là một cái số nguyên đúng không? Thì rõ ràng một số nó là số tự nhiên rồi thì nó cũng phải là số nguyên đúng không? Hoặc tương tự như vậy, một số nó là số nguyên thì nó cũng phải là số hữu tỉ. Một số nó là số hữu tỉ thì nó cũng là số thực. Một số nó là số vô tỉ thì nó cũng là số thực luôn, đúng không? Một số thực thì nó cũng là số phức. Mà một số ảo thì nó cũng là số phức, đúng không? Đây là một quan hệ kéo theo đúng không? Sắp xếp một quan hệ kéo theo đúng không? Tức là nó mà đã thỏa mãn, tức là nó mà đã thuộc về A thì kiểu gì nó cũng thuộc về B đúng không? Tức là nếu A xảy ra thì B cũng sẽ xảy ra theo. Đúng không? A xảy ra thì B cũng sẽ theo, đúng không? Ví dụ A là tập hợp các bạn được mặt A là các bạn thể được A là tập hợp các bạn được mặt số A là các bạn được được mặt số 2 chẳng hạn đúng không? B là tập hợp các bạn được mặt chẵn đúng không? Thì nếu mà nó cứ là số 2 đúng không? Nó mà là số 2 đã thỏa mãn thì nó kiểu gì nó cũng là chẵn đúng không? A là tập hợp được mặt số 2, B là tập hợp được mặt chẵn thì A nó sẽ là quan hệ kéo theo B, có nghĩa gì? Tức là nếu A xảy ra thì B sẽ xảy ra, tức là gì? Các bạn tung một con xúc xắc các bạn được mặt 2 thì kiểu gì các bạn cũng sẽ được mặt chẵn. Đúng không? Nếu mà một quan hệ kéo theo. Thế, tiếp là về cái sự kiện độc lập. Hai sự kiện được gọi là độc lập nếu mà cái việc sự kiện này xảy ra hay không nó không phụ thuộc vào việc sự kiện nó có xảy ra hay không và ngược lại. Đấy. A và B là hai sự kiện độc lập khi và chỉ khi mà cái việc sự kiện này nó có xảy ra hay không, nó không ảnh hưởng, nó không có liên quan gì đến cái sự kiện còn lại. Đấy. Nào, thì bây giờ ví dụ A và B là hai sự kiện độc lập thì làm sao? Thì xác suất để A và B đồng thời xảy ra bằng xác suất xảy ra A.
nhân với xác suất xảy ra B. Đấy, nếu A và B là hai sự kiện độc lập với nhau, đúng không? A và B là sự hai sự kiện độc lập với nhau thì xác suất để hai cái nó cùng xảy ra là bằng tích của các cái xác suất thành phần. Đấy, ví dụ như này. Ví dụ là lớp có bạn, ví dụ mình lấy ví dụ bạn Quang Tuấn đi, đúng không? A là sự kiện các bạn à A là cái sự kiện bạn Quang Tuấn mới ăn cơm vào 8 giờ tối. B là cái sự kiện mình ăn cơm vào 8 giờ tối, đúng không? Thì rõ ràng là hai ông chả liên quan gì nhau, mình với cả Tuấn chả liên quan gì nhau, đúng không? Hai ông này ăn hay không chả ảnh hưởng gì đến ông kia. Thế thì có nghĩa gì? Cái xác suất để mình với cả Tuấn đồng thời cùng ăn cơm vào 8 giờ tối bằng xác suất Tuấn ăn cơm vào 8 giờ tối nhân với xác suất mình ăn cơm vào 8 giờ tối, đúng không? Thì đây là một cái ví dụ về hai cái sự kiện nó độc lập với nhau. Hai sự độc lập, đúng không? Ông này có xảy ra không, nó không có ảnh hưởng, tức là ông này xảy ra không, nó không làm tăng hay nó không làm giảm cái việc ông kia có xảy ra hay không. Đấy. Hòa giống kiểu như sự kiện là bây giờ sự kiện mà bạn đi mua vé số là sự kiện A, đúng không? Sự kiện mình đi mua vé số là sự kiện B. Thế bây giờ cái xác suất mà để cả mình cả bạn đều trúng số là gì? Là bằng xác suất bạn trúng số nhân với xác suất mình trúng số, đúng không? Tại vì hai ông chả liên quan gì nhau cả. Không chả liên quan gì nhau. Thế thì các bạn ví dụ là nào, đây ví dụ các bạn nhìn này, đây ví dụ này, đúng không? Các bạn có hai cái sự kiện, đúng không? Hai cái sự kiện là sự kiện A là các bạn chơi thắng poker, đúng không? Sự kiện B là các bạn chơi thắng môn môn phỏm, đúng không? Một cái là poker, một là chơi phỏm, đúng không? Thì cái xác suất các bạn thắng cả poker và thắng cả phỏm là gì? Là bằng xác suất các bạn, đúng không? Xác suất để các bạn đồng thời thắng cả hai cái thì bằng xác suất các bạn thắng poker nhưng mà sao các bạn thắng phỏm, thì vì sao thế, hai này nó chả liên quan đến nhau cả, đúng không? Cái việc các bạn có thắng poker hay không nó không làm tăng mà nó cũng chả làm giảm cái số các bạn có thắng phỏm hay không, nó hai môn độc lập với nhau nó chả liên quan đến nhau cả. Thế đây là hai cái sự kiện độc lập đấy, hai sự kiện độc lập đấy. Tiếp là việc câu hỏi nào, các bạn cho mình hỏi là những cái sự kiện này nó có độc lập với nhau hay không nào, theo các bạn nào, hai sự kiện này nó có độc lập với nhau không? Nào các bạn, nào các bạn khác thì sao? Nào, hai sự kiện này có độc lập với nhau hay không? Ôn nào các bạn, lớp có mười mấy bạn mà chỉ có mỗi bốn bạn trả lời thôi, các bạn khác thì sao? Nào các bạn khác nữa nào. Nào đầu tiên mình hỏi các bạn trả lời là có trước. Nào đây hầu hết các bạn trả lời có, chỉ có hai bạn trả lời không. Nào trong số các bạn trả lời là có thử một bạn nào các bạn bấm mic, các bạn giải thích cho mình là vì sao các bạn lại nghĩ là hai sự kiện này nó độc lập với nhau. Dạ, vì có nhiều người đẹp trai nhưng vẫn không có người yêu. Nhiều người là một chuyện nhá, nhiều người không nghĩa là tất cả, đúng không? Rồi nào, còn các bạn khác nữa thì sao? Nào, sự kiện độc lập là hai sự kiện gì? Là hai sự kiện này có xảy ra không? Nó hoàn toàn nó không ảnh hưởng bất kỳ một tí gì đến sự kiện còn lại, đúng không? Sự kiện bạn ăn tối vào 8 giờ với sự kiện mình ăn tối 8 giờ chả liên quan đến nhau, đúng không? Mình ăn vào 8 giờ không, nó cũng không làm tăng hay nó không làm giảm xác suất các bạn xảy ra, đúng không? Nào, thế còn các bạn mà nào thử bạn Hiền đi, nào Hiền lên, nào bạn thử giải thích xem là theo bạn vì sao hai sự kiện này không độc lập? Ngoại hình cũng là một trong những yếu tố dẫn đến việc có người yêu hay không Đúng nhỉ? rồi, các bạn thấy không, đây không cho bạn nữ nói, đúng không? Cũng không phải là chúng ta không phải chúng ta là hám vẻ bề ngoài, nhưng mà ai ai mà chẳng thế, đúng không? Các bạn mà đẹp trai đi, bây giờ mình thử các bạn, bây giờ mình mà đẹp trai như Lee Min Ho chẳng hạn, đúng không? Mình ra đời kiểu gì, ra ngoài kia kiểu gì mình sẽ dễ dễ tìm bạn gái hơn, đúng không? Nói gì thì nói, đúng không? Vẻ bề ngoài không ít thì nhiều, đúng không? Nó có thể không phải là các bạn đẹp trai là các bạn lập tức các bạn sẽ có người yêu, nhưng nó sẽ làm tăng cái cơ hội các bạn có người yêu, đúng không? Thì rõ ràng hai chuyện này nó không độc lập nhau, ngoại hình mà, đúng không? Các bạn cứ thử đi ra ngoài, các bạn thử đi ra ngoài đường mà xem, đúng không? Các bạn cứ thử hôm nào, các bạn thử một hôm các bạn make up rồi các bạn phấn xong các bạn làm thử make up rồi là đẹp đẽ luôn, các bạn vào những cái salon các bạn làm make rồi các bạn làm tóc tiếp các thứ, các bạn đi ra ngoài nó sẽ khác,
rồi đúng không? Các bạn cứ vừa ngủ dậy các bạn cứ mẹ đem nguyên cái mặt đấy ra ngoài đường các bạn, nó sẽ khác ngay đúng không? Đúng không? Hai sự kiện này nó không độc lập với nhau. Vì sao? Vì cái xác suất mà vì cái việc các bạn có đẹp trai hay không nó có ảnh hưởng đến việc các bạn có người yêu hay không, nó không ít thì nhiều đúng không? Các bạn đẹp này, các bạn học giỏi này, các bạn kiếm được nhiều tiền này, ABCDF, không ít thì nhiều chúng cũng sẽ có ảnh hưởng đến cái sự kiện kia đúng không? Thì rõ ràng đây là hai sự kiện nó không độc lập với nhau, đúng không? Hoàn toàn nó không độc lập với nhau, nó có mối liên hệ đúng không? Không nhất thiết là cứ phải là cái sự kiện này xảy ra thì bắt buộc cái sự kiện này xảy ra đúng không? Nó không phải là hai sự kiện, nó không phải là sự kéo theo, nó không phải là cái sự kiện kéo theo cái gì? Không phải tức là A không kéo theo B có nghĩa gì? Tức là không phải các bạn cứ đẹp trai thì các bạn sẽ có người yêu, đúng không? Nó không không phải như vậy đúng không? Hai chuyện này nó không phải quan hệ kéo theo thế, nhưng chúng nó có mối quan hệ với nhau đúng không? Nó không phải độc lập, nó không giống như kiểu này đúng không? Đánh phỏ với này hay đây hai môn thể môn khác nhau, nó chả liên quan đến nhau, nhưng rõ là ngoại hình của bạn nó sẽ ít nhiều nó sẽ giúp nó sẽ ảnh hưởng đến việc là các bạn có người yêu không, rồi các bạn có cái mối quan hệ ngoài xã hội của các bạn nó có khác đi không, đúng không? Cái gì nó sẽ có một cái sự gì đó khác. Thế rồi đây là một ví dụ đúng không? Đây là một ví dụ, gì nữa nào, câu hỏi tiếp theo. Hai sự kiện này có độc lập với nhau không? Rồi cái này thì không có gì phải bàn cãi đúng không? Rồi cái này hai cái này nó chẳng liên quan đến nhau đúng không? Các bạn tung được mặt 6 nó cũng không, các bạn mà đổ xúc giác được mặt 6 nó cũng không làm tăng khả năng các bạn được mặt xuất hay là mặt ngửa đúng không? Nó không ảnh hưởng gì đúng không? Rồi chính xác. Nào, tiếp tục. Hai sự kiện sau có độc lập với nhau không? A là sự kiện đội tuyển nữ được đá World Cup và B là sự kiện đội tuyển nam được đá World Cup. Hai này nó có độc lập với nhau không? Vì sao nó có hả các bạn? Vì sao nó có? Vì sao hai sự kiện độc lập với nhau? Nào, có bạn giải thích cho mình không? Rồi có thì đúng đúng rồi, nhưng mà vì sao lại độc lập với nhau? Rồi hai giải đấu khác nhau đúng không, hai đội hình khác nhau đúng không? Nữ không thể nào mà xỏ giày và đá cho nam được, mà nam cũng không thể xỏ giày và đá cho nữ được, hai không chả liên quan chả ảnh hưởng gì đến nhau cả đúng không? Rồi thế hai sự kiện độc lập với nhau đấy, cái việc mà các bạn phân biệt được hai sự kiện nó có độc lập hay không nó rất là quan trọng, vì các bạn phân biệt được đúng thì các bạn sẽ dùng công thức đúng, các bạn phân biệt sai các bạn sẽ dùng mất công thức sai. Nào tiếp theo, hai sự kiện xung khắc nhé, hai sự kiện xung khắc, hai sự kiện được gọi là xung khắc với nhau nếu chúng không thể xảy ra đồng thời trong cùng một phép thử nhé. Hai sự kiện được gọi là xung khắc với nhau nếu chúng không thể đồng thời cùng xảy ra trong một phép thử đấy. Nếu A và B là hai sự kiện xung khắc thì cái xác suất mà chúng đồng thời xảy ra là bằng không đúng không? Hai sự kiện xung khắc là đúng không, hai sự kiện xung khắc là hai sự kiện mà chúng không thể nào cùng đồng thời xảy ra đâu, nên là xác suất chúng ra là bằng không đấy. Đấy là hai sự kiện xung khắc. Và thử nào, ví dụ nào, các bạn có bạn nào biết cái game này nó là game gì không? Nào có bạn nào biết biết game này nó là game gì không? Ma sói. Lớp có bạn nào các bạn không biết game này là game gì không, để mình giải thích nào. Lớp có bạn nào không biết game này là game gì, các bạn cho mình số trừ một thôi nào. Nào có bạn nào không biết game ma sói là game gì không, trừ một hai bạn, trừ một ba bạn, trừ một. Ok thế trong những bạn mà biết game này là game gì, các bạn có thể giấy cho mọi người được không? Có bạn nào mà biết game này nó là game gì, các bạn không cần chơi, các bạn biết luật thôi, các bạn giải thích cho mọi người được không, để mọi người cùng có thể làm được câu này. Nào một bạn nào bật mic giải thích qua xem nào. Bật mic cho dễ nhá, đỡ đỡ mất công ngồi nhìn nhá. Nào có bạn nào có mic và các bạn biết cái game này nó là game gì không? Nào các bạn bật mic, các bạn giải thích cho mọi người xem nào. Ô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, có 7 bạn trả lời rồi, thế những bạn còn lại thì sao? Nào các bạn, game lớp mình ít ít tương tác quá nhỉ, lớp mình kiến thức thì tốt hơn lớp trước, nhưng mà lớp mình ít tương tác quá. Cái lớp lớp trước thì các bạn ấy không biết nhiều, nhưng mà các bạn ấy tương tác chịu khó lắm. Lớp mình thì chỉ được khoảng một nửa lớp tương tác thôi. Nào, ok, thế game ma sói nó là game gì? Ma sói nó là game mà các bạn sẽ lúc đầu các bạn sẽ được chọn đúng không? Các bạn sẽ được chọn cái lá thăm ngẫu nhiên đúng không? Các bạn sẽ được chọn là xem là các bạn sẽ được chọn về thuộc về một trong hai phe. Các bạn sẽ có hai phe là phe gì? Là phe dân làng và phe sói đúng không? Phe dân làng và phe sói. Phe dân làng thì sẽ phải cố gắng làm sao để có thể giết hết được sói.
mà phe sói thì sẽ phải cố làm sao để có thể giết dân làng đúng không? Cách thức chúng giết, cách thức mà chúng giết nhau thì thôi các bạn cũng không cần phải để ý quá nhiều đúng không? Túm lại là sẽ có hai phe. Phe này thì phải tìm cách giết phe kia để thắng. Phe kia thì phải tìm cách giết phe này để thắng. Phe nào mà đến cuối cùng mà hết người trước thì là phe đấy thua đúng không? Dân làng mà hết trước thì dân làng thua. Sói mà hết trước thì sói thua. Đấy, đúng không? Đây là game ma sói. Đấy, game ma sói nó là như vậy. Nào, game này thì các bạn sẽ có, các giả sử các bạn có hai cái sự kiện. Sự kiện A là sự kiện mà phe người thắng, phe dân dân làng thắng đấy. Sự kiện B là sự kiện mà phe sói thắng. Này đúng không? A là sự kiện phe người thắng, B là sự kiện phe sói thắng. Thì rõ ràng đây là hai cái sự kiện xung khắc với nhau. Thì sao? Tại vì là chỉ có thể một trong hai cái xảy ra thôi, không thể hai cái đồng thời được. Tức là chỉ có thể là hoặc là người thắng hoặc là phe sói thắng đúng không? Chứ không thể nào có chuyện là cả hai phe nó cùng thắng được. Không có chuyện là hai phe nó cùng thắng đúng không? Chỉ có thể là một trong hai phe thắng mà thôi. Đấy đúng không? Trong trường này nó là đây là cái sự kiện xung khắc. Cái sự kiện xung khắc. Đấy. Tiếp, thế bây giờ chúng ta có một cái sự kiện nữa đúng không? Xung khắc là mượn Mutually exclusive đúng không? Exclusive là hai sự kiện xung khắc. Thì tiếp theo là complementary event là những cái sự kiện là đây mình viết thiếu một cái chữ sự kiện các bạn nhé. Mình viết thiếu một cái chữ sự kiện mutually exclusive events đúng không? Đây là complementary event là sự kiện đối lập và sự kiện bù. Sự kiện đối lập và sự kiện bù thường nói theo ký hiệu là người ta có một cái gạch trên đầu. Gạch trên đầu đúng không? A là sự kiện A đúng không? Thì sự kiện bù hay là đối của A là có một cái gạch, một cái dấu trừ trên đầu. Đấy. Sự kiện đối lập hay là sự kiện bù có nghĩa gì? Tức là nếu cái sự kiện này nó xảy ra thì có nghĩa là sự kiện kia không xảy ra và ngược lại. Đấy, hai sự kiện nó xảy ra tức gì? Tức là nếu các bạn thực hiện một cái phép phép thử thì hoặc là A xảy ra hoặc là bù của A xảy ra. Đấy thì đây là cái việc là hai sự kiện đối lập hoặc là hai sự kiện bù nhau. Đấy. Đấy, ví dụ đây các bạn ấy, ví dụ đây là hai sự kiện đây là hai sự kiện đối lập này, A B là hai sự kiện đối lập này đúng không? A là Messi vô địch World Cup, B là Messi không vô địch World Cup. Thì rõ ràng bây giờ một cái World Cup nó xảy ra nó chỉ có thể rơi vào một trong hai trường hợp thôi, một là ông đấy vô địch World Cup, hai là ông đấy không vô địch World Cup đúng không? Chỉ có thể một trong hai trường hợp, không thể nào mà cả hai đồng thời xảy ra hoặc cả hai đồng thời không xảy ra được đúng không? Thế xung khắc với cả cái sự kiện đối lập, với cả sự kiện đối lập hay là sự kiện bù nó khác nhau gì? Xung khắc thì chỉ có nghĩa là hai ông không đồng thời xảy ra mà thôi. Thế còn bù hay là đối lập có nghĩa gì? Tức là ông xảy ra thì tôi không xảy ra hoặc ngược lại. Ví dụ này các bạn, ví dụ các bạn có một cái trận bóng đá đúng không? Trận bóng đá thì nó sẽ có thể có ba kết quả là thắng hòa thua đúng không? Đội A thắng đội B, đội A thua đội B, đội A hòa đội B. Thế thì trong bóng đá ấy, đúng không? Nếu mà ở đây mình gọi là sự kiện đầu tiên là sự kiện là A thắng B, sự kiện thứ hai là sự kiện A thua B đúng không? Thì A với B nó là hai sự kiện xung khắc. Tại vì sao? Tại vì là đội A không thể vừa thắng đội B mà lại vừa thua đội B được, đúng không? Hai cái sự kiện này nó không thể đồng thời xảy ra được nên là đấy là hai sự kiện xung khắc. Thế nhưng mà A với B lại không phải là hai sự kiện bù nhau. Tại vì sao? Tại vì là nếu mà A không thắng B thì không không nhất thiết là A sẽ là phải là thua B đúng không? Tại vì là có thể có trường hợp hòa nữa. Đấy, đúng không? Thì có nghĩa xung khắc với cả tức là gì? Tức là đối lập nó là trường hợp mạnh hơn của xung khắc. Tức là xung khắc chỉ là hai ông không đồng thời xảy ra mà thôi. Thế còn đối lập hay là bù nghĩa gì? Tức là ông xảy ra thì tôi không xảy ra hoặc ngược lại, ông sống thì tôi chết, ông chết thì tôi sống. Đấy, đây là cái sự kiện khác nhau giữa sự kiện xung khắc và sự kiện đối lập hay là sự kiện bù. Đấy. Rồi, tôi biết câu hỏi. Nào các bạn, đây là hai sự kiện xung khắc hay là hai sự kiện đối lập? Nhá. Xung khắc hay là đối lập ý là người ta chỉ thử chọn, người ta chỉ xét trong cùng một phép thử thôi, tức là gì? Trong cùng cái World Cup 2014 hay là trong cùng World Cup 2018 hay trong cùng World Cup 2022 thôi nhá. Xung khắc đối lập là chỉ xét trong cùng một phép thử thôi, không có chuyện là xét trong hai phép thử khác nhau nhá. Đúng không? Messi tham dự hai World Cup là hai phép thử khác nhau rồi. Nào các bạn cho mình hỏi. Đây là hai sự kiện xung khắc hay là đối lập đây? Tất nhiên là nếu mà nó là đối lập thì nó sẽ bao gồm cả xung khắc luôn đúng không? Tức là đối lập là bao trùm cái xung khắc luôn. Nào các bạn cho mình hỏi, đây là trường hợp là xung khắc hay là đối lập? Nhớ nhá, xung khắc hay là đối lập thì chỉ xem xét trong cùng một cái phép thử thôi. Tức là đây là hai sự kiện này trong cùng một cái mùa World Cup nhá, chứ không phải là hai mùa khác nhau nhá. Nào, hai sự kiện sau thì nó xung khắc hay nó đối lập với nhau các bạn?
Nào, có một bạn nào thử bật mic giải thích cho mình là theo đúng không? Ở đây hầu hết mình thấy mọi người đều ghi là xung khắc. Vì sao các bạn lại cho nó là xung khắc mà không phải là đối lập? Nào, vì sao các bạn lại cho nó là xung khắc? Đầu tiên có hai vế. Vì sao nó là xung khắc là vế thứ nhất, mà vì sao nó lại không phải là đối lập là vế thứ hai? Nào, các bạn cho mình hỏi. Nếu mà tại vì hồi đây mình thấy là hầu hết các bạn đều ghi là xung khắc. Nào, có bạn bật mic lại giải thích cho mình được không? Vì sao các bạn lại cho nó là xung khắc là thứ nhất? Vì sao các bạn không nghĩ nó là đối lập là thứ hai? Nào, bạn nào bật bật mic giải thích cho mình được không? Nào, đầu tiên là vì sao nó xung khắc trước? Vì sao chúng nó xung khắc? Vì sao hai sự kiện này lại xung khắc với nhau? Nào, một bạn nào xung phong bật mic nào. Dạ, xung khắc vì Ronaldo với Messi đều không thể cùng vô địch. Đúng rồi, thế vì sao chúng lại không phải là đối lập? Đối lập vì nếu một sự kiện là Ronaldo vô địch thì sự kiện kia phải là Ronaldo không vô địch mới là đối lập. Rồi, ok, đúng rồi. Ok, đấy rất là tốt đúng không? Xung khắc thì rõ ràng rồi đúng không? Tại vì hai ông này không thể cùng vô địch được. Còn đối lập thì vì sao? Tại vì là nếu mà hai ông nếu mà Ronaldo không vô địch thì không có nghĩa là Messi vô địch đúng không? Tại vì là có thể là hai ông cùng không vô địch đúng không? Một ông khác, một ông Hà Lan hay là ông Đức vô địch chẳng hạn đúng không? A mà không xảy ra thì không có nghĩa là B sẽ xảy ra đúng không? Do đó thì nó không phải đối lập đúng không? Nó không phải đối lập đúng rồi. Đây là hai sự kiện xung khắc nhưng chúng mà không đối lập. Đúng không? Xung khắc nhưng không đối lập. Đấy. Nào, xung khắc nhưng không đối lập. Đấy nên một cái ví dụ đúng không các bạn nhá? Một sự kiện, xin lỗi các bạn, hai sự kiện mà nó đối lập thì có nghĩa là chúng xung khắc, nhưng hai sự kiện nó xung khắc thì chưa chắc nó đã đối lập, giống kiểu thắng hòa thua ấy đúng không? Thắng với cả thua thì là xung khắc nhưng mà không đối lập, tại vì gì? Không thắng không có nghĩa là thua, không thua không có nghĩa là thắng, mà nó có thể là nó hòa nữa. Rồi tiếp theo nào, bây chúng sẽ nói về một vài những cái công thức xác suất, một vài những cái công thức xác suất. Nào, vừa rồi chúng ta nói về những cái công thức mà liên quan đến sự kiện đúng không? Và chúng ta nói về các cái công thức liên quan đến đây, các cái phép toán liên quan đến giữa cái sự kiện với nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về các cái phép toán liên quan đến xác suất nhá, liên quan đến xác suất. Nào, là xác suất. Đầu tiên là định lý cộng xác suất. Đây công thức tổng quát đây các bạn nhé. Cái cộng xác suất này với cộng sự kiện nó không khác gì nhau. Nó khác gì nhau đúng không? Với các bạn cộng sự kiện đúng không? Thì các bạn đấy là đúng không? Nó cũng như vậy đúng không? Với là sự kiện là số khả năng sự kiện A cộng với B đúng không? Thì bằng số sự kiện của A cộng số sự kiện của B trừ đi giao của nhau. Chúng xác suất nó cũng y chang, chả khác gì đúng không? Cộng xác suất cũng y như vậy đúng không? P của A hợp B đúng không? Bằng PA cộng với P trừ đi P của A giao B. Đấy, trừ đi A giao với B. Công thức cộng đúng không? Công thức tổng quát là như này, nhưng mà khi mà A và B xung khắc với nhau, tức là gì? Xung khắc là nó đúng không? Khi mà A và B xung khắc với nhau ấy thì cái vế đúng không? Tại vì là sao? A với B mà xung khắc đúng không? A với B mà xung khắc thì các bạn sẽ có là P của A giao B là bằng 0 đúng không? Khi mà A với B nó xung khắc với nhau thì các bạn thấy là cái phần P của A giao B này nó bằng 0 đúng không? Khi mà xung khắc thì các bạn có thể bỏ cái cuối cùng đi đúng không? Thì có nghĩa là gì? Khi mà hai sự kiện xung khắc với nhau như này luôn, chúng hoàn toàn không giao nhau thì có nghĩa là gì? P của A hợp B thì bằng PA cộng PB. Đây công thức cộng xác suất, công thức cộng xác suất nó như vậy. Rồi ok, chúng ta nghỉ giải lao 5 phút các bạn nhá, rồi cho đến cái phần tiếp theo là sẽ có điều kiện các bạn nhá. Nghỉ giải lao 5 phút nhá. Trong 5 phút này bạn nào có câu hỏi gì các bạn cứ hỏi nhá. Các bạn thắc mắc gì bạn cứ hỏi nhá. Mình hỏi một tí, lớp mình có bạn nào các bạn đang đi làm, ví dụ là đi làm là full time hoặc là đi làm full time hoặc là các bạn đi intern hoặc các bạn đi làm thêm ở một cái công ty nào không? Lớp mình có nào đang đi làm thêm hoặc là đang làm chính thức ở một công ty nào không? À vâng ok, trừ anh quên mất trừ. Vâng ok, trừ anh ra. Nào các bạn khác thì sao? Các bạn đang đi làm thêm ở đâu không? Hiện đang đi làm ở đâu em? Vâng. Em làm tài chính ạ. À, ok, tài chính, ok. Các bạn khác thì sao?
Mình hỏi một tí, hỏi cá nhân thôi, mình các bạn thấy môi trường làm việc ở Việt Nam các bạn thấy thấy thế nào? Các bạn thấy mình muốn tham khảo tí, mình muốn hỏi là về ví dụ là các bạn thấy đồng nghiệp như nào, các bạn thấy sếp như thế nào, các bạn thấy công việc áp lực nó như thế nào chẳng hạn. Bên Nhật làm thì chắc là nặng đúng không? Nhật với Hàn làm chắc là nặng đúng không? Mình tò mò ở Việt Nam làm như nào thôi. Mình sẽ vẽ 1 phút. Ừ đúng rồi, cơ hội mình sang đây mình cũng sợ nhất các bạn nói chuyện. Mình cơ hội mình sang tiếng Anh mình cũng không có tốt nên là mình cũng ngại nói thì dù là đến bây giờ thế với mình cái communication nó vẫn luôn là cái mà mình ít thích nhất. Ở Việt Nam bây giờ các cái công ty nó có lay off không các bạn nhỉ? Nó có sa thải những nhân viên không các bạn nhỉ? Tiên tuần trước hôm hôm thứ sáu rồi đồng nghiệp mình có một cậu người Ấn Độ, cậu ấy bảo là cậu đấy có một thằng bạn cũng là người Ấn Độ luôn, cũng đã làm ở Berlin, mới bị lay off. Nên là thế là kiểu công ty cắt giảm nhân sự, thế là đi. Trước thì mình không thấy ở bên này có, mình cứ nghĩ là chỉ có ở Mỹ thôi. Đó, mình nghe đồng nghiệp mình kể biết là hóa ra bên này cũng có. Ở Việt Nam mình thì có cái đấy không nhỉ? Có cái lay off không? Có cái sa thải kiểu không phải sa thải là gì chẳng? Cắt giảm biên chế không? Có à? Xin việc đã khó này càng khó hơn. Nhiều đấy. Chắc tại mình toàn làm công ty bé nên mình chả thấy layoff bao giờ, chắc là những công ty to thì nó sẽ layoff nhiều hơn. Ok, thôi rồi chúng ta bắt đầu tiếp cho tiếp tục các bạn nhé. Rồi, thế từ đầu đến giờ chúng ta nói về những cái thứ nó khá là, mình nghĩ là từ buổi hôm qua cho đến giờ chúng ta nói về những thứ nó khá là basic, nó khá là cơ bản, thì các bạn ít nhiều các bạn cũng đã biết rồi đúng không?
Bây giờ chúng ta sẽ biết đến, chúng ta sẽ bước sang một cái phần kiến thức tiếp theo, là cái phần kiến thức mà nếu mình nhớ không nhầm ngày xưa học phổ thông nó không có, chỉ có lên đại học hoặc lên cao đẳng các bạn mới bắt đầu các bạn được học thôi. Bây giờ chúng ta sẽ, đấy là cái phần liên quan đến xác suất có điều kiện, xác suất có điều kiện. Cái xác suất có điều kiện này nó đây ký hiệu như này nhá, mình sẽ nói trước về mặt ký hiệu nhá. Xác suất có điều kiện này A mà gạch B này, đấy tức là gì, xác suất để xảy ra sự kiện A, biết rằng sự kiện B đã xảy ra rồi. Cái nó một cái nó rất là quan trọng, thì vì sao các bạn hiểu này, ngày xưa ấy các bạn học về phổ thông ấy, các bạn hay tính ra xác suất xảy ra A xảy ra B đúng không, xác suất các thứ đấy. Nhưng mà các bạn hiểu này, trong thực tế thường thường các cái sự kiện bao giờ nó cũng có một cái mối liên hệ, nó có một mối quan hệ nào đấy đúng không, không bao giờ có chuyện là các cái sự kiện nó hoàn toàn nó độc lập với nhau, bao giờ ông này cũng liên đới, ông này cũng ảnh hưởng đến ông kia đấy. Do đây trong thực tế thường thường người ta sẽ không tính cái xác suất riêng lẻ như này, không, người ta không bao giờ người ta tính xác suất là A riêng B riêng như này, hoặc là A hợp B, A giao B này thế, mà người ta thường thường người ta sẽ hay đề cập đến xác suất có điều kiện, tức là gì, xác suất để ra một cái sự kiện A biết rằng sự kiện B đã xảy ra rồi. Ví dụ này, bình thường ấy các bạn đi xin việc đúng không, về mặt lý thuyết các bạn sẽ tính cái xác suất là gì, xác suất các bạn xin được việc, xác suất các bạn không xin được việc đúng không. Nhưng trong thực tế đấy, người ta ít khi đánh giá những cái xác suất riêng biệt như thế. Người ta sẽ đánh giá những cái gì, xác suất các bạn xin được việc biết rằng các bạn tốt nghiệp bằng giỏi, xác suất các bạn xin được việc biết rằng các bạn được IELTS 6.7 chấm, xác suất các bạn xin được việc biết rằng các bạn có ngoại hình đẹp đúng không. Tức là gì, trong thực tế bao giờ chúng ta sẽ quan tâm đến những cái xác suất mà có một cái mối quan hệ, có một cái điều kiện đấy nó đã xảy ra rồi đúng không. Thế người ta gọi là xác suất có điều kiện, và đây sẽ là cái thứ mà chúng ta sẽ nghiên cứu rất là nhiều trong khi mà chúng ta làm những thứ liên quan đến xác suất thống kê đấy. Chứ còn xác suất mà A riêng B riêng thì ít khi người ta, không phải là ít khi người ta dùng, tức là nó có ít tác dụng. Thì vì như mình nói rồi, trong thực tế thì các cái sự kiện bao giờ nó cũng có mối cái mối liên hệ, chứ không bao giờ có chuyện là một mình nó đứng riêng đấy, không bao giờ có chuyện một mình nó đứng riêng đúng không. Sao cho các bạn xin được việc biết rằng các bạn có cái điều kiện này, biết rằng các bạn có cái điều kiện kia đúng không. Thế sao cho sự kiện A biết rằng các sự kiện B đã xảy ra rồi. Đây các bạn nhìn này, ký hiệu nó như thế này đúng không, này đúng không, P A gạch B đúng không. Đấy đúng không, thì có nghĩa là gì, bằng xác suất về mặt công thức nhá, về mặt công thức nó là gì? Bằng xác suất của A giao với B chia xác suất của B đấy, đấy xác suất xảy ra A biết rằng B xảy ra rồi đấy, đây là cái công thức của nó như này đấy, công thức của nó như này đúng không, P của A giao B chia cái phần giao nhau ở giữa này đấy đúng không, PB thì là xác suất của cả cái phần B này đúng không, thì lấy các bạn lấy cái phần ở giữa này các bạn giao với cái phần ở bên ngoài này thì các bạn sẽ được là cái xác suất của A biết rằng B xảy ra rồi nhá, xác suất xảy ra A biết rằng B xảy ra rồi đúng không. Thế ví dụ là A là sự kiện các bạn đỗ đại học đúng không? B là sự kiện các bạn được 8 điểm môn toán trở lên chẳng hạn đúng không? Đấy thì xác suất các bạn đỗ đại học biết rằng các bạn được 8 điểm trở lên rồi thì nó bằng cái tỷ lệ, nó bằng tỷ lệ giữa cái phần màu xanh nhạt này chia cho cả cái hình tròn này, chia cho cả cái phần màu cam cộng với cái phần xanh nhạt này. Đấy, bằng cái phần này. Đấy. Đấy, ví dụ đây đúng không? A là sự kiện các bạn thông suốt được mặt chia cho 3. B là sự kiện các bạn thông suốt ở mặt chẵn đúng không? Thì bình thường xác suất là, bình thường là PA là bằng 2 phần 6, PB là bằng 3 phần 6 đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ quan tâm đến cái gì? Chúng ta quan tâm là nếu tung một con xúc xắc và biết được nó là mặt chẵn, hỏi rằng xác suất này, hỏi rằng xác suất cái mặt này nó chia cho 3 là bằng bao nhiêu đúng không? Nếu tung một con xúc xắc mà biết được là nó là mặt chẵn thì hỏi là cái xác suất này, hỏi thì hỏi là cái xác suất để mặt này nó chia cho 3 là bao nhiêu? Thế các bạn để nghĩ xem đúng không? Chúng ta thử nhá, áp dụng công thức này, áp dụng công thức này nhá. Đúng không? A là mặt chia cho 3, B là mặt chẵn đúng không? Nào. A. Với màu tối nhỉ. A là được mặt chia cho 3. B là mặt chẵn là chia cho 2 đúng không? Chia cho 2. Đúng không? Suy ra PA đúng không? Bằng 2 phần 6. PB đúng không? Bằng 3 phần 6 đúng không? Thế thế bây giờ xác suất để được mặt chia cho 3, à, xác suất để cho mặt chia cho 3 biết rằng nó đã chia cho 2 thì bằng bao nhiêu đúng không? Bằng bao nhiêu đúng không? Thì các bạn nghĩ xem, nếu mà ngồi đếm nhá, nếu mà ngồi đếm nhá đúng không, thì đúng không, biết rằng nó là mặt mặt chẵn rồi đúng không, biết rằng nó là rồi, biết rằng nó là mặt chẵn rồi đúng không, thì mặt chẵn các bạn chỉ có 3 khả năng thôi đúng không, mặt chẵn là các bạn chỉ có 3 khả năng thôi đúng không, về mặt đếm nhá, về mặt đếm này đúng không, chẵn các bạn chỉ có là gì, được mặt 2 này đúng không, được mặt 2 này, mặt 4 này, mặt 6 này đúng không, trong ba mặt này chỉ có một cái mặt 6 này là nó chia cho 3 thôi đúng không, chia cho 3 thì nó ở trên thôi, trong ba này chỉ có một cái 6 chia cho 3 thôi đúng không, do đó thì xác suất nó là 1/3 đúng không. Đây là các bạn, đây là các bạn ngồi đếm đúng không,
biết rằng là được mặt chẵn rồi, hỏi xác suất nó chia cho 3 là bao nhiêu đúng không? Thì rõ là biết mặt chẵn là các bạn có 3 khả năng này rồi đúng không? Trong này chỉ có một khả năng là các bạn chia cho 3 thôi. Thế thì bây giờ dùng công thức nào, công thức thì bằng gì? Bằng P của A giao B. Đúng không? Chia cho PB, đúng không? PB thì ở trên các bạn biết rồi, trên PB các bạn bằng 3/6 rồi. 3/6 này, đúng không? P của A giao B tức là gì? P của A giao B tức là gì? Tức là nó vừa chia cho 2 lại vừa chia cho 3 đúng không? Trong tất cả những mặt mà từ 1 cho đến 6 thì cái số mặt mà vừa chia cho 2 vừa chia cho 3 nó chỉ có đúng cái mặt 6 thôi. Chỉ có đúng cái mặt 6 là các bạn nó vừa chia cho cả hai cái này thôi đúng không? Do đây các bạn tử số nó bằng 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 1, 1/6 đúng không? Thì 1/6 chia 3/6 thì có đúng 1/3 không? Đấy, đây là số có điều kiện. Đấy, đây là số có điều kiện. Đấy. Đây là cái kiến thức mà chúng ta học phổ thông không có. Đúng không? Lên đại học, các bạn lên cao đẳng, các bạn lên đại học các bạn mới bắt đầu có. Còn ngày xưa học phổ thông thì không không có cái này, ngày xưa chỉ có cộng trừ nhân chia. Không phải cộng trừ nhân chia, các bạn tổng với tích của các cái sự kiện thôi. Ngày xưa không có cái suất có điều kiện này. Đấy, nếu mình nhớ không nhầm, còn bây giờ phổ thông có hay không thì mình không rõ, mà ngày xưa mình học là không có. Ngày xưa chỉ có lên đại học mới bắt đầu có cái này thôi. Đấy. Rồi. Có ai có câu hỏi gì không? Có bạn nào có câu hỏi gì về suất có điều kiện này không? Nào, có ai có câu hỏi gì về suất có điều kiện này không? Nào thử ví dụ nhá. Nào. Trong một nhóm có 12 người, trong đó có 5 nam và 7 nữ. Thế. Nhóm này có 8 người độc thân. Có 3 nam đã kết hôn. Thì bây giờ câu hỏi là nếu chọn ngẫu nhiên một người và người đó độc thân thì xác suất người đó là nam giới là bao nhiêu phần trăm? Nào. Mọi người có thể tạm thời mọi người có thể bỏ qua công thức nhá, mọi người có thể ngồi đếm thôi cũng được nhá. Nếu mà các bạn quen công thức rồi các bạn có thể ngồi các bạn làm dùng công thức, còn không các bạn ngồi đếm thôi cũng được. Các bạn ngồi các bạn suy luận, các bạn đếm thôi cũng được. Các bạn ra cho mình xem xác suất nó là bao nhiêu. Nào. Các bạn ngồi đếm thủ công thôi cũng được. Nhiều kết quả quá nhỉ. Nào thử nhá, bài đầu tiên mình làm thử nhá. Nào xem nào, nhờ một bạn bật mic nhỉ, bạn Tân đi nhá, Tân, bạn Tân Nguyễn nhá, em có mic không? Dạ có. Ừ nhá, thì bây giờ này nhá, rồi thì bây giờ bài đề bài như này đúng không, đề bài này tự copy cái hình này lại, à, cũng không copy được, ok không sao, thế thì mình hãy các bạn chờ tí mình chỗ nhìn hình nó hơi bé một tí nhá, mình sẽ tách nó ra. Tách ra như này. Nhìn hơi bé một tí nhá. Ui. Rồi nhá. Thế bây giờ đúng không? Với những bài này đúng không? Thường thường người ta hay xác suất điều kiện, thường người ta sẽ có hai sự kiện khác nhau. Thì người ta sẽ có hai sự kiện khác nhau. Thế bây giờ đúng không các bạn, khi với chúng ta nói về sự kiện A, sự kiện B đúng không? Nào, thế bây giờ
Em cho anh hỏi nào, bây giờ sự kiện A và sự kiện B em sẽ đặt tên nó là sự kiện gì bây giờ? A này với B. Nào, chúng ta có hai sự kiện. Nào, với cái đề bài này, theo em là chúng ta sẽ có hai cái sự kiện tên là gì? Sự kiện A thì là chọn ra một người nam giới nhưng mà Đúng rồi. độc thân, Là gì cơ? còn A là gì? Chọn gì? sự chọn nam giới nhưng mà độc thân. Nam, độc thân. Độc Còn thân. sự kiện B là chọn ra một người độc thân. Ok, một người độc thân. Độc thân. Rồi. Ok. Làm sao nữa? Thì đối với sự kiện A thì mình sẽ có là 2C1, tại vì mình đã có năm mình đã Xác suất có của A là một bằng trên bao đề nhiêu? bài, Xác suất của A là bằng em bảo gì cơ? Xác suất của A là bằng bao nhiêu? dạ 2C1. 2C, tức là tổ hợp trong 1 của 2 đúng không? Dạ. Tổ hợp trong 1 của 2. Còn xác suất của B là C28. C18. C18. Dạ. Ừ. Nào, mọi người thử nghĩ xem nhá. Nào. Chúng ta có 12 người, đúng không? Chúng ta có 12 người. Đúng không? Có một nhóm có 12 người mà, đúng không? Bây giờ lấy ra một người. Lấy ra một người, đúng không? Lấy ra một người. Thì bây giờ ở đây nhá, tính xác suất ở đây PA bằng bằng đúng không? Bằng 1/2. 1/2 bằng 1/8, đúng không? Thì có nghĩa là gì? Các bạn có 12 người. Sau đó các bạn chọn ra một người thì xác suất các bạn được người là nam độc thân là 1/2. Xác suất các bạn được một người độc thân là 1/8. Nào, có đúng không? Nào, đúng không? Đây. A làm đúng không? Đúng rồi, sorry C12, sorry các bạn C12. Ừ, ok, C12 bằng 2, đúng không? C12 là bằng 2, đúng không? Mà đây ok. Mình nói về xác suất các bạn nhá. Ok thì bằng tức là xác suất đúng không? Thì bằng gì? Thì ý là bằng 2 chia cho 12 đúng không? Vì C12 thì bằng 2 mà, đúng không? C12 thì bằng 2 đúng không? Tổng số có 12 người đúng không? Thế còn cái PB ở đây thì bằng 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 8 trên 12 đúng không? Rồi, 8 trên 12. Đấy. 8 trên 12 thì ok đúng không? Nào, PB là 8 trên 12 ok đúng không? PB độc thân thì vì sao? Có 12 người. Có 12 người trong đó có 8 người độc thân thì rõ ràng là bây giờ khi các bạn chọn ra một người ngẫu nhiên thì xác suất để các bạn được một người độc thân nó là 8 trên 12, ok, hoàn toàn ok, đúng không? Nhưng cái đầu tiên thì sao? Đúng không? Đầu tiên là gì? Các bạn có 12 người, các bạn chọn ra một người thì liệu cái xác suất để các bạn được một người là nam độc thân có phải là 2 trên 12 không? Nào, điều cái này có đúng không? Cũng đúng mà đúng không? Các bạn nhìn này đúng không? Có 5 nam, có 3 nam kết hôn, có nghĩa chỉ còn 2 nam là độc thân thôi đúng không? Thì có 2 nam độc thân chia cho 12 thì đúng rồi còn gì nữa đúng không? Ok, bài làm cái này đều đúng rồi. Cái này đúng đúng không? Thế các bạn nhìn này nhá. Bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cách để mọi người có thể giải được những cái bài toán liên quan đến xác suất có điều kiện. Cái cách này nó có một cái vấn đề này. Cách này nó có một cái vấn đề là gì? Là hai cái A, B nó một cái lại chứa cái còn lại các bạn nhìn này nhá. A là nam độc thân, B là độc thân, có nghĩa gì? Tức cái độc thân này nó chứa trong cả hai cái. Thường thường khi làm những bài toán này người ta sẽ những cái bài toán sau đó có điều kiện người ta sẽ không làm kiểu như này, người ta sẽ không làm kiểu tức là có một cái gì đấy nó nằm ở trên cả hai cái biến này, à nó nằm ở trên cả hai cái sự kiện này đúng không? Đây là nam độc thân, đây là độc thân có nghĩa gì? Đây là đã bao gồm cả cái ở dưới này rồi, tức là nó có thừa chứa chung cái gì đấy rồi đúng không? Thế mình chỉ các bạn nhá, cái làm như này, cái này về mặt ra kết quả thì không sai nhá, về mặt ra kết quả thì không có vấn đề gì nhá, mà kết quả các bạn làm kiểu gì cũng được, nhưng mình chỉ các bạn cách làm này nhá. Đầu tiên mình sẽ gọi hai sự kiện nhá, mình sẽ gọi hai sự kiện như này. Đầu tiên là sự kiện A là sự kiện các bạn chọn được người nam đúng không? Được nam. B là các bạn sự kiện các bạn được chọn người độc thân. Đúng không? Độc thân. Đấy các bạn này. Hai ông này đúng không? Hai ông này chữ nó không liên quan gì nhau đâu. Một ông là nam, một ông là độc thân đúng không? Về mặt chữ nghĩa nó chả liên quan gì nhau, đúng không? Nam và độc thân. Nào các bạn cho mình hỏi. Trong cái trường hợp này, đúng không? Nếu mình đặt này thì PA bằng bao nhiêu các bạn? Xác suất để các bạn nhé, có 12 người, các bạn chọn ra một người, xác suất để các bạn được người nam là bao nhiêu?
Nào, xác suất để các bạn được một người là nam là bao nhiêu nào? 5 phần 12 đúng không? Có 5 ông là 12 người, có 5 người là nam mà đúng không? 5 phần 12. 5 phần 12 đúng không? PB. PB nào. Có 12 người, các bạn chọn ra một người, xác suất để các bạn được người độc thân là bằng bao nhiêu? 8 phần 12 đúng không? Đây đề bài cho 8 phần 12 đúng không? Thế. Thế câu hỏi là gì? Câu hỏi là nếu chọn ngẫu nhiên một người và người đó là độc thân thì xác suất người đó là nam giới là bao nhiêu đúng không? Có nghĩa gì? Câu hỏi người ta muốn hỏi cái gì? Câu hỏi người ta hỏi này này. Câu hỏi người ta hỏi này đúng không? Xác suất để một người là nam giới biết rằng người đó độc thân là bằng bao nhiêu? Đấy, đây là cái mà người ta hỏi. Đây là cái mà người ta hỏi, đúng không? Xác suất được không? Xác suất để một người người ta là nam giới biết rằng người ta độc thân là bao nhiêu? Đây đúng không? Đây là câu hỏi người ta hỏi như này mà, đúng không? Thế, các bạn nhìn này. Đấy, đây là câu hỏi của người ta. Đây là câu hỏi của người ta đúng không? Thì các bạn nhìn này, bây giờ các bạn dựa vào công thức nào, bằng gì? Bằng P đúng không? Bằng P của gì? Của A ra với B đúng không? Chia cho PB đúng không? Đây công thức này đúng không? Đây công thức này bên bên trái nào bên phải làm y chang này đúng không? Bên trái nào bên phải y chang như thế đúng không? Nào, rồi, đúng không? P của A ra B là gì? Tìm được những người mà vừa là nam vừa là độc thân đúng không? Vừa nam vừa độc thân thì như bạn với cách của bạn các bạn vừa tính đúng không? Vừa là nam vừa độc thân các bạn như này đúng không? Có 5 nam. Trong đó có 3 nam là kết hôn rồi đúng không? Thì còn lại còn 2 nam độc thân đúng không? 2 nam độc thân chia cho 12 người đúng không, là 2 phần 12 đúng không? Đây là số lượng nam độc thân đúng không? Số lượng nam độc thân đúng không? Chia cho PB. B là gì? B là xác suất là người đó là người đó là người độc thân đúng không? Thì các bạn nhìn có 12 người trong đó có 8 người độc thân thì sau đó xác suất dưới đây là 8 12 đúng không? Thì bằng 2 phần 8 là 1 phần 4. Đấy. Đấy, mà rộng thế các bạn sẽ có gì? Các bạn sẽ dựa vào, các bạn sẽ có thể dựa vào nhiều thứ. Một là các bạn dựa vào câu hỏi. Đúng không? Nó sẽ kiểu gì nó sẽ có một cái dạng là nếu có cái gì đấy tính xác suất một cái gì đấy đúng không? Thì cái nếu ấy nó sẽ là cái B. Các bạn nhé. Nếu nhá đúng không? Cái phần về nếu ấy nó sẽ cái B thế là gì? Nếu người mà được người độc thân thế là gì? Độc thân sẽ là cái B. Cái xác suất người ta hỏi sẽ cái A đấy, thì có nghĩa là các bạn sẽ tính cái xác suất A biết rằng B sẽ là rồi đấy. Các bạn nhớ nhá, bao giờ A và B cái tên nó làm sao cái sự kiện các bạn đặt ra ấy, nó không có chứa, đừng có để cái này nó chứa cái kia đấy, cái sự kiện nó không có chứa nhau đấy. Thì đây đây là các bạn dùng cái công thức mà mình vừa mới có ở trên đúng không, với công thức mà đây đúng không, P của A biết rằng B sẽ rồi thì bằng PA ra B chia cho PB. Đấy, đây là công thức của xác suất có điều kiện. Tất nhiên nó sẽ còn có công thức nó triển khai nữa đấy, mà tạm thời chúng ta nhìn công thức về mặt đơn giản trước. Wow. Rồi, đây là ví dụ về xác suất có điều kiện. Thế về tiếp này. Từ cái xác suất có điều kiện, chúng ta thêm một cái nữa. Nào, tiếp. Chúng nói về định lý nhân xác suất nhá. Định lý nhân xác suất các bạn nhìn này. À, về từ cái này nữa, các bạn nhỉ, từ một cái này nữa, còn có một cái này nữa quên mất, chưa nói nốt. Các bạn nhỉ, từ cái xác suất có điều kiện này thì các bạn có thể nhân ngược cái mẫu lên đúng không? Có nghĩa là gì? P của A giao B đúng không? Bây các bạn về bên trái là các bạn có một cái số thôi, bên phải các bạn có một cái phân số đúng không? Phân số là bằng tử chia cho mẫu đúng không? Thì có nghĩa gì? P của A giao B thì sẽ bằng PAB nhân với PA biết rằng B sẽ là rồi. Đúng không? Đấy, các bạn nhân chéo lên các bạn sẽ được cái công thức đấy. Thế thì bây giờ các bạn nhìn này. Nào, bây giờ từ cái xác suất có điều kiện chúng ta sẽ quay ngược ra cái công thức, chúng ta sẽ đi xem cái công thức nhân xác suất. Đây các bạn thấy không? Đây như vừa đấy đây đúng không? Mình vừa thấy đúng không? Từ cái vế bên phải thì tử số bạn giữ nguyên đúng không? Các bạn nhân cái mẫu số lên đúng không? Thì có nghĩa gì? P của A ra với B thì bằng P của B đúng không? PB này nhân với PA biết rằng B sẽ rồi, hoặc là các bạn có thể đổi vị trí của hai cái cũng được. Đổi vị trí của hai cái cũng được đúng không? Thì bằng P của B ra 3 có nghĩa gì? Xác suất để một người người ta vừa là nam giới vừa độc thân đúng không? A ví dụ A là sự kiện là người ta là nam giới, B là sự kiện người ta độc thân đúng không? Xác suất để một người người ta vừa là nam giới vừa là độc thân thì bằng gì? Bằng xác suất người ta độc thân nhân với xác suất để người ta là nam giới biết rằng độc thân rồi, hoặc là bằng xác suất người ta là nam giới nhân với xác suất người ta độc thân biết rằng người ta là nam giới đúng không? Và bằng đúng không? Hai công thức này tương đương nhau, các bạn để cái gì cũng được. Các bạn nhìn này. Để cái gì các bạn để chú ý nhá, cái công thức xác suất có điều kiện đấy phải công thức xác suất độc lập đấy đúng không? Thì các bạn nhìn này, hay là cái chữ này hai ký tự này nó phải giống nhau đúng không? B thì cùng ở phía B này đúng không? A cùng ở phía A. Đấy. Đúng không? Thì sau này các bạn sẽ dùng công thức này đây, cái công thức về bên phải này nó chính là công thức xác suất có điều kiện đấy. Sau này các bạn sẽ dùng công thức xác suất có điều kiện này để các bạn có thể tính được những cái xác suất thành phần. Đấy. PA biết rằng B sẽ là rồi,
nhân với PB đúng không? Hoặc là bằng P của B biết rằng A sẽ rồi nhân với A. Đấy. Rồi, thì nếu nếu mà A và B là hai sự kiện độc lập với nhau nhá. A và B là hai sự kiện độc lập nhau, hai sự kiện độc lập chúng ta có công thức gì? Sự kiện độc lập các bạn nhìn này. Sự kiện độc lập. Đâu rồi nhỉ? Đây hai sự kiện độc lập. Đây đúng không? Khi mà hai sự kiện độc lập với nhau ấy thì xác suất xảy ra sự kiện đồng thời bằng tích của những xác suất thành phần, đúng không? PA ra B thằng PA nhân BB. Đấy thì các bạn quay lại này. Đây các bạn nhìn này, đúng không? Nếu A với B là hai sự kiện độc lập với nhau thì các bạn nhìn rõ ràng nhá. Sẽ có điều kiện này. PA biết rằng B sẽ rồi này bằng P của A với B đồng thời chia cho BB. Thế mà A với B độc lập thì rõ ràng là P của A giao B thường PA nhân BB đúng không? Sao các bạn giải quyết mẫu với tử đúng không? Thì các bạn lại còn bằng PA đúng không? Có nghĩa gì? Nếu mà hai sự kiện độc lập với nhau thì đúng không? A với B độc lập với nhau có nghĩa gì? Có nghĩa là B có xảy ra hay không nó không ảnh hưởng đến A đúng không? Do đó nên sau đó thì xác suất có điều kiện của A biết rằng B sẽ rồi nó chính bằng PA luôn đúng không? A là xác suất đội tuyển nam Việt Nam được đi đá World Cup, B là xác suất để đội tuyển nữ Việt Nam được tham dự World Cup, thì rõ ràng là xác suất để đội tuyển nam được tham dự World Cup biết rằng nữ được dự World Cup rồi thì nó sẽ chính bằng xác suất để nam được dự World Cup. Các bạn thấy không? Đấy. Nếu mà hai sự kiện nó độc lập với nhau thì xác suất có điều kiện của chúng thì sẽ đúng bằng xác suất đơn lẻ bình thường đúng không? Xác suất để A sẽ biết rằng B sẽ rồi nó đúng, đúng bằng A, có nghĩa gì? Tức là B xảy ra hay không nó không ảnh hưởng gì đến A đúng không? Và ngược lại cũng thế, đổi vị trí của B với A nó cũng y chang như vậy. Đấy. Thì đây là định lý về nhân xác suất, định lý về nhân xác suất. Các chúng ta sẽ dùng cái định lý này để chúng ta có thể xác định tính được cái xác suất mà hai sự kiện nó đồng thời xảy ra đúng không? Nếu mà hai sự kiện đồng thời bất kỳ đúng không? Hai sự kiện bất kỳ các bạn không biết là chúng có độc lập hay là chúng phụ thuộc với nhau thì chúng các bạn sẽ dùng công thức ở trên đúng không? P của A giao B bằng PB nhân với PA biết rằng B sẽ rồi hoặc là bằng PA nhân với PB biết rằng A sẽ rồi đúng không? Thế còn nếu chúng ta biết là A và B là hai sự kiện độc lập với nhau thì chúng ta sẽ có thêm cái công thức ở dưới này nữa đúng không? Công thức về có điều kiện xác suất xảy ra A biết rằng B sẽ rồi thì đúng bằng xác suất xảy ra A, hay nói khác là gì? B xảy ra hay không không ảnh hưởng đến A cả. Đấy. Rồi, có bạn nào có câu hỏi gì không? Có bạn nào có bạn nào có câu hỏi gì về cái định lý nhân xác suất này không? Nào, có bạn nào có câu hỏi gì về định lý nhân xác suất này không? Các bạn nhớ, cái xác suất có điều kiện là cái công thức mà các bạn sẽ học ở đại học hay cao đẳng nhé. Bạn nào mà các bạn vừa mới tốt nghiệp cấp 3 thì các bạn sẽ chưa được biết công thức này đâu. Còn bạn nào các bạn đã học học qua cái môn đại cương rồi thì các bạn đã từng được gặp các bạn đã từng được gặp cái công thức này rồi. Đấy. Đây là một công thức rất là quan trọng cho những bạn nào các bạn muốn làm data science các bạn nhé. Các bạn làm data science các bạn đi phỏng vấn kiểu gì người ta cũng hỏi xác suất có điều kiện. Đấy, nhưng không bao giờ người ta hỏi xác suất đơn lẻ bình thường đâu. Kiểu gì người ta cũng sẽ dính xác suất có điều kiện, tức là xác suất để được cái này biết rằng cái kia sẽ rồi đúng không? Xác suất để công ty tháng này được doanh số từng này biết rằng là tháng trước đã được từng này rồi đúng không? Sao có điều kiện thôi. Xác để các bạn vượt qua được môn, các bạn thi vượt qua môn biết rằng các bạn đã được mấy điểm môn này mấy điểm môn kia rồi đấy. Bao giờ người ta cũng sẽ hỏi những cái xác suất có điều kiện như vậy. Rồi thì tiếp theo bây giờ chúng ta đến một cái công thức nó hơi hàn lâm một tí các bạn nhé. Nó sẽ đến một cái phần nó công thức nó hơi hàn lâm một tí là công thức xác suất đầy đủ nhá. Công thức xác suất đầy đủ. Thì công thức xác suất đầy đủ này thì đầu tiên ấy để có thể áp dụng công thức xác suất đầy đủ này chúng ta các bạn chờ một tí. Nhá. Đầu tiên chúng ta cái từ này ấy, tiếng tiếng Anh là law of total probability này mình viết cho bạn cái chữ này này. Law là luật nhá, of total probability đấy này các bạn nào mà các bạn đọc từ tiếng Anh ấy các bạn sẽ được nhìn cái chữ này law of probability tức là công thức xác suất đầy đủ, công thức xác suất đầy đủ. Thế đầu tiên là người ta sẽ phải định nghĩa ra một cái nhóm đầy đủ các cái sự kiện là E1, E2 vân đến N đấy. Cái nhóm này là nhóm đầy đủ khi nào? Nhóm này nó là nhóm đầy đủ khi mà các cái sự kiện đôi một xung khắc với nhau và hợp của các cái sự kiện này tức là E1 hợp E2 hợp với N nó đúng bằng cái không gian, nó đúng bằng cái không gian mẫu. Ví dụ như này à, các bạn có một cái nhóm đầy đủ là các bạn có một cái kết quả của một cái trận đấu giữa hai đội đúng không? Thì các bạn có ba cái sự kiện là E1, E2, E3. E1 là đội chủ nhà thắng, E2 là đội chủ nhà hòa và E3 là đội chủ nhà thua. Thì ba cái sự kiện này hợp lại nó sẽ thành một cái nhóm đầy đủ. Thì vì sao? Thì vì ba cái sự kiện là E1, E2, E3 nó đôi một xung khắc. Thì vì sao? Chủ nhà mà đã thắng thì chủ nhà không thể hòa. Chủ nhà mà thắng thì chủ nhà cũng không thể thua. Chủ nhà mà đã hòa thì chủ nhà cũng không thể thua được đúng không? Tức là thắng hòa thua đúng không?
ba cái sự kiện này đúng không, nó đôi một xung khắc đúng không, đôi một xung khắc thôi, có gì các bạn cứ lấy hai cái sự kiện ra thì hai sự kiện đấy ngẫu nhiên các bạn lấy ra nó sẽ xung khắc với nhau thế, và hợp của chúng thì sẽ đúng bằng cái không gian mẫu đúng không, hợp nó chúng bằng hợp của cái sự kiện này bằng tất cả những cái sự kiện có thể xảy ra đúng không, thì hợp của ba cái sự kiện M1, 2, 3 này nó sẽ chính bằng là gì, là đội chủ nhà hoặc là thắng hoặc là hòa hoặc là thua đúng không, thì rõ ràng các bạn hợp ba cái này lại này thì các bạn được là toàn bộ những sự kiện có thể xảy ra thế, hoặc bây giờ các bạn tung một con xúc xắc đúng không, thì các bạn sẽ có là một cái nhóm E1, E2, E3, E4, E5, E6 là tương ứng với việc là các bạn tung xuất được mặt 1, mặt 2, mặt 3, mặt 4, mặt 6, mặt 5, mặt 6. Thì 6 cái sự kiện này nó là một cái nhóm đầy đủ. Tại vì sao? Tại vì là các bạn cứ lấy hai cái sự kiện ngẫu nhiên ra thì nó sẽ xung khắc với nhau đúng không? Các bạn lấy ra E1 với E4 chẳng hạn đúng không? Thì rõ ràng là mặt 1 với mặt 4 là xung khắc. Tại vì sao? Các bạn tung con xúc xắc nó không thể nào nó vừa được mặt 1, nó lại vừa được mặt 4 được, đúng không? Không thể nào nó vừa được cả hai mặt được, đúng không? Do đó thì hai thì sau đây cái nhóm này nó nhóm các cái sự kiện đối một xung khắc này, tiếp theo hợp của chúng là gì, hoặc là được mặt 1 hoặc là được mặt 2 hoặc được mặt 3 hoặc được mặt 4 hoặc được mặt 5 hoặc được mặt 6 đúng không, thì hợp của chúng lại nó là đúng bằng không gian mẫu luôn đấy, thì những cái nhóm này người ta gọi là nhóm đầy đủ, người ta gọi là nhóm đầy đủ đấy. Thì khi mà các bạn đã xác định một cái nhóm đầy đủ này rồi, các bạn có một cái sự kiện A nào đấy, các bạn có một cái sự kiện A nào đấy thì xác suất xảy ra A nó được tính như này này các bạn này, xác suất các bạn này nhá, nhóm đầy đủ thì nó sẽ thỏa mãn cái điều kiện gì là tổng, tại vì là hợp của các sự kiện đó bằng không gian mẫu mà xác suất xảy ra không gian mẫu là bằng một, có nghĩa gì, tức là các bạn tổng cái xác suất xảy ra cái sự kiện thành phần đúng bằng một luôn này đúng không, xác suất để được mặt 1 cộng xác suất được mặt 2 cộng xác suất cộng 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 xác suất cộng mặt 6 thì đúng bằng một luôn thế. Thì khi các bạn có một cái nhóm đầy đủ này rồi thì các bạn có một cái sự kiện A nào đấy thì xác suất của A có thể được tính thông qua cái mối quan hệ của A với các cái sự kiện E1, E2 và EN này đấy, là gì, P của A đúng không, bằng P của A giao E1 cộng với P của A giao E2 cộng với P của E giao A giao E3 cộng với P của A giao N vân vân đúng không. Sau chúng ta sẽ thay cái công thức này đúng không, ở đây chúng ta vừa dùng công thức là định lý nhân xác suất đúng không, nhân xác suất các bạn nhỉ, P của A giao B thì bằng PA biết rằng B sẽ rồi nhân với PB đúng không, thì người ta thay công thức này vào đấy, người ta thay công thức là P của A giao B vào được công thức rất đầy đủ này đây, thì các bạn nhỉ, nó có hai dòng đúng không, các bạn dùng cái dòng nào cũng được, thường thường người ta sẽ dùng cái dòng sau, dòng sau là gì, các bạn triển khai đúng không, P của A giao E1 thì bằng P của E1 sau nhân với P của A biết rằng E1 xảy ra rồi đúng không, cộng với P của E2 nhân với P của A biết rằng E2 xảy ra rồi, các bạn biết là công thức tổng sigma là như này đúng không, tổng sigma y chạy từ 1 cho N P của EI nhân với P của A biết rằng EI xảy ra rồi. Thế ví dụ là gì, ví dụ là E1, E2, E3, E4, E5 là ví dụ là E1, E2, E3 là sự kiện mà đội chủ nhà thắng chẳng hạn đúng không? Đội chủ nhà thắng đúng không? E1 là đội chủ nhà thắng này, E2 là đội chủ nhà hòa, E3 là đội chủ nhà thua đúng không? A là sự kiện mà đội chủ nhà vô địch đúng không? Thì xác suất đội chủ nhà vô địch bằng xác suất mà đội chủ nhà vô địch và xác suất đội chủ nhà thắng cộng với xác suất là đội chủ nhà vô địch và đội chủ nhà hòa cộng xác suất đội chủ nhà vô địch và đội chủ nhà thua đúng không? Và dùng cái công thức ở dưới, công thức ở dưới là công thức có điều kiện gì? Tức là xác suất để đội chủ nhà vô địch bằng xác suất đội chủ nhà thắng nhân với xác suất đội chủ nhà vô địch biết rằng họ thắng cộng xác suất đội chủ nhà hòa nhân với xác suất đội chủ nhà vô địch biết rằng là họ hòa cộng với xác suất mà đội chủ nhà thua nhân với xác suất mà đội chủ nhà vô địch biết rằng họ thua đấy, đây chính là cái công thức xác suất đầy đủ, công thức xác suất đầy đủ đấy. Đây ví dụ này, đây các bạn nhìn này đúng không, ví dụ A là cái sự kiện các bạn có người yêu đúng không, E1 là sự kiện các bạn đẹp trai và các bạn giàu, E2 là sự kiện các bạn đẹp trai và các bạn nghèo, A3 là sự kiện các bạn xấu trai và các bạn giàu, và E4 là sự kiện các bạn xấu trai và các bạn nghèo đúng không? Thì rõ là E1, E2, E3, E4 nó là một cái nhóm đầy đủ. Tại vì sao? Các bạn đúng không? Tại vì là E1, E2, E3, E4 tôi một xung khắc. Các bạn không thể vừa đẹp trai vừa giàu mà lại vừa đẹp trai vừa nghèo được, đúng không? Không thể vừa đẹp trai nghèo và vừa đẹp, xấu trai giàu được, đúng không? Bốn cái sự kiện này là bốn sự kiện xung khắc với nhau. Mà chúng hợp lại đúng bằng không gian mẫu đúng không? Bạn chỉ có thể là hoặc là đẹp trai giàu, đẹp trai nghèo, xấu trai giàu, xấu trai nghèo, chứ bạn không thể có một cái trường hợp nào khác đúng không? Thì rõ ràng E1, E2, E3, E4 nó là một cái nhóm đầy đủ đúng không? Thì xác suất để các bạn có người yêu thì bằng cái bằng gì? Bằng xác suất các bạn đẹp trai và giàu nhân với xác suất các bạn có người yêu biết rằng các bạn đẹp trai và giàu vân vân cộng với xác suất các bạn đẹp trai và nghèo nhân với xác suất các bạn có người yêu biết rằng các bạn đẹp trai và nghèo vân 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 như vậy. Đấy, đây là ví dụ về công thức xác suất đầy đủ. Đấy, công thức xác suất đầy đủ. Rồi, đến này có bạn nào có câu hỏi gì không? Có bạn nào có câu hỏi gì không? Chúng ta nốt một cái khái niệm nữa rồi chúng ta làm bài tập các bạn nhé. Nào, có bạn nào có câu hỏi gì không? Rồi, các bạn nhỉ, cái công thức này là gì? Từ những cái E1, E2, E3 suy ra
suy ra xác suất của A đúng không? Thế bây giờ mình muốn là làm ngược lại là gì? Từ A mà lại suy ngược ra E1, E2, E3 cơ. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một công thức tiếp theo là công thức Bayes, đều là một công thức vô cùng nổi tiếng trong xác suất thống kê các bạn nhé. Thế ví dụ ở đúng không? Vừa rồi là gì? Vừa rồi chúng ta từ E1, E2, E3, EN suy ra A. Bây giờ chúng ta lại từ A chúng ta suy ngược ra những cái xác suất thành phần này đúng không? Thì các bạn này từ cái công thức vừa rồi đúng không? Từ cái công thức vừa rồi, đây từ cái công thức trên này. Đấy, từ công thức trên này đúng không? Từ công thức như này đúng không? Thì bây giờ người ta chuyển vế đi thì người ta sẽ có một công thức này là gì? Xác suất để xảy ra sự kiện EI biết rằng sự kiện A xảy ra rồi thì bằng gì? Thì bằng xác suất xảy ra EI này nhân xác suất xảy ra A biết rằng EI xảy ra rồi chia cho PA. Đấy. Vì sao lại như vậy các bạn cứ thử nhân chéo lên các bạn nhé, đúng không? Đây là mẫu số là PA. PA mà nhân chéo lên với PEI biết rằng A thế rồi thì nó sẽ bằng gì? Nó sẽ đều đúng không các bạn nhìn này, hai cái vế này nó bằng nhau này, vế trái vế phải bằng nhau này, đúng không? Xác suất xảy ra vế trái là gì? Xác suất xảy ra A nhân với xác suất xảy ra EI biết rằng A xảy ra rồi thì bằng gì? Bằng xác suất xảy ra EI nhân với xác suất xảy ra A biết rằng EI xảy ra rồi, đúng không? Hai này nó bằng nhau mà, do đây các bạn chuyển vế đổi dấu thôi, chuyển vế đổi dấu, à không phải chuyển vế đổi dấu mà các bạn chuyển cái vế PA này đúng không? Bên trái là PA thì các bạn vứt xuống mẫu của bên này, chia cả hai vế cho PA. Không thì các bạn sẽ có là PEI biết rằng A thế rồi thì bằng như này. Đấy. Sau đó thì riêng cái mẫu số đúng không? Riêng cái mẫu số là PA mà PA với các bạn dùng vừa dùng công thức này đấy, đúng không? PA thì bằng cái tổng sigma này, đây bằng tổng sigma của PA biết rằng EI xảy ra rồi nhân với PEI. Đấy thì nó sẽ được như này. Đấy nó được như này đúng không? Công thức Bayes đúng không? Trong thực tế là gì đúng không? E1 ví dụ các bạn là E1 đúng không? Là gì? Xác suất để các bạn E1 là cái gì? À, giàu, đẹp trai và giàu đúng không? Xác suất để các bạn đẹp trai và giàu biết rằng các bạn có người yêu rồi thì bằng gì? Bằng đây, bằng xác suất để các bạn đẹp trai và giàu đúng không? Nhân với xác suất các bạn có người yêu biết rằng các bạn đẹp trai và giàu chia cho xác suất các bạn có người yêu. Đấy. Thì cái công thức cuối cùng này trong cái ví dụ này người ta dùng nó ghi dùng đến là N phức tạp thôi, còn trong thực tế thường các bạn chỉ có E1 E2 thôi. Trong thực tế là cái N nó chỉ kéo đến 2 thôi thì trong thực tế nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Đây là công thức tổng quát, các bạn sẽ có N cái E này nhưng mà trong thực tế thì N thường 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 trong các bài các bạn hay gặp ấy là nó chỉ đến 2 và trong thực tế cũng vậy. Trong thực tế thường thường nó chỉ 2 thôi. Thế thì công thức nó sẽ đơn giản hơn, gọi là các bạn chỉ có E1 với E2 thôi. Đấy. Thì cái E1 khi mà các bạn có E2 ấy, thì cái mẫu số nó sẽ ngắn thôi. Mẫu số nó chỉ là đúng không? Nó sẽ là P của A biết rằng E1 sẽ rồi nhân với PE1 đúng không? Cộng với PA biết rằng E2 sẽ rồi nhân với PE2. Đấy, thì đây là công thức Bayes. Đây là một công thức vô cùng nổi tiếng. Đây là công thức về xác suất có điều kiện. Công thức này các bạn sẽ dùng rất là nhiều trong quá trình các bạn làm bài tập. Rồi, trước khi chúng ta chuyển sang làm bài tập, cái công thức nhìn nó hơi phức tạp này nhưng mà các bạn làm bài tập, các bạn làm một vài bài là các bạn sẽ vỡ ra thôi. Cái này thì các bạn công thức, tại vì công thức là nó là công thức tổng quát, nó sẽ có N thì nhìn nó sẽ hơi phức tạp, nó có cái tổng sigma. Thế nhưng mà khi các bạn làm bài tập thì nó sẽ đơn giản hơn. Các bạn làm một vài bài các bạn quen thôi nhá. Ok, có ai có câu hỏi gì không? Được, công thức Bernoulli chúng ta sẽ nói về phần sau các bạn nhé. Chúng ta sẽ nói về phần sau, có. Sẽ nói về công thức Bernoulli, có. Nó là của những cái slide sau. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ thử practice một tí các bạn nhé. Chúng ta sẽ thử một vài bài tập từ đơn giản đến phức tạp về xác suất các bạn nhé. Sau chúng ta sẽ, trong quá trình này chúng ta sẽ đi qua cả cái công thức xác suất đầy đủ này, xác suất có điều kiện này. Đấy, sau các bạn sẽ biết cách dùng cái công thức Bayes này nó trong trường hợp nào nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ về bài tập này. Nào, hôm qua chúng ta làm xong cái phần quy tắc đếm rồi đúng không? Thật nhanh nhanh các bạn này nhé. Cái quy tắc đếm về cái tính cái bài tập liên quan đến xác suất ấy nó tương đương nhau. Các bạn biết đếm, các bạn sẽ suy được ra xác suất. Các bạn biết được xác suất, các bạn sẽ suy được quy tắc đếm giống như kiểu vừa rồi ấy đúng không? Các bạn đếm được số người là có bao nhiêu người độc thân thì các bạn sẽ đếm tính được cái xác suất người ta độc thân đúng không? Và ngược lại đúng không? Các bạn đếm ra được là có hai nam độc thân đúng không? Thì các bạn sẽ biết là cái xác suất để tìm được một người nam độc thân là 2 chia 12 chẳng hạn đấy, đúng không? Đếm với xác suất là tương đương nhau, đấy nó thật tương đương nhau. Thế các bạn làm được một cái các bạn sẽ làm được cái còn lại. Nào, thì bây giờ chúng ta nói về xác suất. Nào, bây giờ thử nhá. Cái quy tắc nó vẫn như vậy các bạn nhá. Quy tắc vẫn là gì? Tức là gì? Khi mà các bạn đếm, các bạn chọn ấy, cái gì mà càng ngặt nghèo các bạn phải làm trước, cái gì nó cái điều kiện nó càng khó thì các bạn để càng phải làm trước. Nào, về quy tắc xác suất, nào thử bài đầu tiên. Cho năm chữ số 1 2 3 4 5. Chọn ngẫu nhiên ba chữ số trong đó. Đúng không? Chọn tức là gì? Tức là tạo ra một số có ba chữ số mà ba chữ số này lấy ngẫu nhiên trong năm cái số này. Các bạn hãy thử tính xác suất là cái số các bạn tạo ra nó là một số chẵn thôi nào. Cho năm chữ số, chọn ngẫu nhiên ba chữ số trong đó và xếp thành một cái số có ba chữ số thì tính xác suất đó là số chẵn. Đúng không?
nó sẽ bằng một cái phân số đúng không? Tử số là các cái khả năng thuận lợi cho cái sự kiện, tức là gì, những cái khả năng là số đó là số chẵn, chia cho mẫu số là tất cả cái số có thể có. Các bạn làm cái gì cũng được nhé, các bạn đếm chay cũng được, các bạn dùng tổ hợp chỉnh hợp tùy các bạn nhé. Một bạn ra là 2 phần 5. Các bạn khác thì sao? Năm mươi chia 125. Các bạn khác nữa thì sao? Hưng ơi, Hưng chú ý là ba chữ số này là ba chữ số khác nhau nhé, tại vì trong ba trong ta chọn ngẫu nhiên ba chữ số trong năm chữ số này đấy nhá. Hai nhân ba nhân hai chia năm nhân ba nhân bốn là bằng bao nhiêu nhỉ? Hai bốn theo Tuấn là 1/5 đúng không? 2 nhân 3 nhân 2, 2 nhân 2 là 4, chia tiêu 4 rồi, 3 thì 3 là triệt tiêu rồi, tức là theo Tuấn là 1/5. Nào. Các bạn khác thì sao? Khác nhau hay là giống nhau, nó mình bảo nhá, khác nhau hay là giống nhau thì nó thì nó cũng vậy thôi, nó khác đâu, kết quả khác nhau hay 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 giống nhau nó cũng vậy thôi, nó đưa ra một kết quả thôi, vì khác là khác thì cả tử cả mẫu cùng khác mà. Nào thử một bạn nào, thử Tân nhá, thử 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 thử, thử bạn Tân Tân Nguyễn giải bài này nhá. Nào Tân, em giải như thế nào? À, dạ lúc ban đầu là em giải là nó là đều cái chữ số giống nhau em. Ok rồi, Dạ. ok giống hay khác thì nó đều ra một cái kết quả thôi, không vấn đề gì cả. Ừ nếu em giải kiểu giống nhau thì thì như nào? Em có ba chữ số này. Rồi. Thì đầu tiên á, là ba chữ số thì cái phần em gọi nó là ABC đi, thì A nó sẽ có 5 cách chọn, B nó sẽ có 5 cách chọn và C nó sẽ có 2 cách chọn là 2 và 4. Nên là mình sẽ có xác suất để số đó là một số chẵn là 5 nhân 5 nhân 5 nhân 2 chia cho 5 nhân 5 nhân 5. Rồi 5 nhân 5 nhân 2 đúng không? Chia cho 5 nhân 5 nhân 5 đúng không? Đây là một cách đúng không? Đúng rồi, bằng 2/5. Rồi, đây là cách giải theo là ba số giống nhau đúng không? Thế bây giờ giải theo kiểu ba số khác nhau đi nào. Đúng không? A, B, C nào, nếu mà ba số khác nhau thì làm như nào em? Đối với ba số khác nhau thì đầu tiên A thì C trước D C thì mình sẽ có hai cách chọn. Rồi C có hai cách đúng A không? thì A thì mình sẽ có ba cách chọn và B mình sẽ có hai cách chọn. C có hai cách, B có mấy cách em? B có hai cách và A có ba cách. Vì sao B lại có hai cách? Tại vì đầu mình có 5 số mà mình phải ưu tiên số 2 với số 4 là cho C rồi, thì A thì em nghĩ là sẽ còn 3 số còn lại, và B thì nó sẽ còn 2 số, Nhưng hai mà cách. nhớ, ví dụ C anh lấy số 2 rồi thì hai số kia vẫn có thể lấy được số 4 mà. Có làm sao đâu. Dạ. Đúng Vậy không? thì là
A mình sẽ có 4 và B mình sẽ có 3. 4, 3 đúng không? Rồi, đây là của tử số đúng không? Tử số là gì? 2 nhân 4 nhân 3. Mẫu số là gì? Mẫu số là 5 nhân 3 nhân 5 nhân 4 nhân 3. 5 nhân 4 nhân 3 đúng không? Mẫu số là chỉnh hợp chập 3 của 5 đúng không? Đấy, 4 3 hết này. Đúng không? Trùng hay là khác thì nó cũng chỉ ra 2/5 thôi. Đúng không? Đúng không? Các bạn thích kiểu gì cũng được, trùng cũng được mà khác cũng được đúng không? Đều ra là 2/5, đúng không? Tại vì sao? Trùng hay khác gì thì tử số với mẫu số nó tăng cũng tăng giảm cũng giảm mà, đúng không? Ông mà trùng nhau thì ông có nhiều cơ hội, ông có nhiều cách thì ông nhiều cả tử, nhiều cả mẫu đúng không? Còn ông mà khác nhau thì ông ít cả tử, ít cả mẫu, đúng không? Đều ra một kết quả là 2/5, 40%. Đấy, là bài đầu tiên. Rồi, qua có câu hỏi gì về bài đầu tiên này không? Thầy ơi, thầy cho em hỏi ạ. Em hỏi đi. Em đang tư duy là cái mẫu ấy ạ, Ừ. là nó chọn ngẫu nhiên ba số thì em đang định dùng Ừ. cái tổ hợp nó là 5C3 ấy ạ. Được, tổ hợp Thì tại 5C3. sao nó lại không phải là Không, 5C3 ạ? không phải 5C3 thì vì sao? Thì ba ký hiệu này, ba thứ thì ví dụ ông, nếu em có một cái số là em lấy được ba số 1 2 3 thì không? 1 2 3 nó là một số. 2 1 3 nó là một số. 3 1 2 nó là một số đúng không? Mình là chỉnh hợp thì vì sao? Thứ tự nó là khác nhau mà, đúng không? Nên khác Vâng. nhau mà, khác nhau mà đúng không? Đấy. Rồi. Thế có nào có câu hỏi gì nữa không? Nhớ nhá, tổ hợp thì bao giờ cũng là không có thứ tự, còn trường hợp là có thứ tự nhá. Rồi, có câu hỏi gì nữa không? Nào, câu thứ hai, câu này mới là câu liên quan đến sức có điều kiện này, câu này mới là cái mà các bạn cần dùng có điều kiện này. Nào, trong một chương trình ngày ấy là ai đúng không? Có 10 chàng trai, trong đó thì có 4 chàng trai thẳng và FA đúng không? Và 6 chàng trai kia nằm trong trường hợp còn lại. Thế. Nữ chính tức là gì? Tức là ý ý mình là có 4 chàng trai độc thân và 6 chàng trai đã có người yêu rồi đúng không các bạn? Hiểu vậy thôi, mình ghi là chàng trai thẳng và F3 tức là đúng lại là độc thân đúng không? Có nghĩa là thẳng tức là những người mà độc thân mà các bạn có thể chọn được đúng không? Và 6 người còn lại là một là LGBT, hai là có gia đình rồi đúng không? Thế, nữ chính lần lượt chọn ngẫu nhiên hai chàng trai, tính xác suất để cả hai đều là thẳng và F3. Nào câu hỏi đầu tiên, câu A. Nữ chính chọn ngẫu nhiên hai chàng trai trong số 10 chàng trai này, tính xác suất để cả hai đều thẳng và F3. Nào các bạn ra được bằng bao nhiêu? Nhá, nữ chính lần lượt chọn ngẫu nhiên hai chàng trai nhé các bạn, lần lượt các bạn chú ý từ lần lượt nhé. Các bạn thích làm kiểu mà không dùng có điều kiện cũng được, nếu mà các bạn có cách nào các bạn đếm khác cũng không có vấn đề gì, với riêng với xác suất thống kê mình chỉ quan tâm là các bạn ra được cách được kết quả đúng thôi, còn cách các bạn làm tùy các bạn. 2/15 các bạn khác thì sao? Ừ, hai bạn ra cùng một kết quả rồi này.
các bạn thế đều ra một kết quả đúng không? Tất cả đều là 2 chia 15. Nào, có bạn nào ra nữa không? Nào, thử nhá. Có một cái rất là hay về cái môn xác suất các bạn ạ. Tức là gì? Ngày xưa các bạn học toán các bạn biết rồi thì một cái bài toán ấy bao giờ nó cũng sẽ có nhiều cách giải khác nhau, nhưng mà trong tất cả những cái mảng của toán thì xác suất nó là cái mảng mà còn dễ có nhiều cách khác nhau nhất. Thế ngày xưa ấy, hồi mình học bách khoa ấy, mình hay làm kiểu này, tức là lúc mình làm bài thi cùng một bài, tức là lúc mình trình bày vào bài thi mình làm một cách, nhưng mà lúc mình muốn kiểm tra xem là liệu mình có làm sai không ấy, thì lúc kiểm tra mình ra một cách khác. Đấy thì khi mà các bạn làm hai cách khác nhau mà các bạn ra cùng một đáp án ấy, thì khả năng cao là các bạn làm đúng. Đấy, nếu các bạn làm hai cách khác nhau mà ra cùng một đáp án thì khả năng rất là cao là các bạn làm đúng. Đấy, còn cái việc mà hai cách mà khác nhau mà lại sai ra một kết quả cùng nhau nó ít lắm. Đấy thì sao, đấy là sao nó có một cái thế mạnh như vậy. Thế ví dụ như cái bài này các bạn có thể làm nhiều cách khác nhau, các bạn dùng tổ hợp chỉnh hợp các bạn cũng làm được, các bạn dùng xác suất có điều kiện các bạn cũng làm được. Mình thử nhá. Nào, đầu tiên này, câu A trong chương trình ấy là ai đúng không, có 10 chàng trai trong đó có 4 người là thẳng với FA, 6 người còn lại là nằm trong những người còn lại đúng không, nữ chính là chọn hai ngẫu nhiên hàng trai, tính xác suất để cả hai đều thẳng đúng không. Nếu mà dùng công thức tổ hợp chỉnh hợp thì nào nào đúng không, xác suất để cả hai cùng thẳng là bằng gì, bằng gì, bằng một cái phân số đúng không. Mẫu số là cách mà chọn hai người ngẫu nhiên đúng không? Tổ hợp chấp 2 của 10. Tử số là tổ hợp chấp 2 của 4. Đúng không? Có 4 ra thẳng F3 mà đúng không? Các bạn chọn đúng không? Thì bằng 4 nhân 3 chia cho 10 nhân 9 đúng không? 4 nhân 3 chia cho 10 nhân 9. À, cả tử cái mẫu đều chia 2 nữa đúng không? Cả tử cái mẫu đều chia 2 nữa, 4 4 nhân 3 chia 2, tử mẫu là 10 nhân 9 chia 2 đúng không? Thì bằng 2,15. Đây là một cách đúng không? Các bạn nhìn này, các bạn dùng tổ hợp đây là một cách đúng không. Đây là các bạn không tính thứ tự, còn các bạn thích tính thứ tự thì các bạn tính cả tử cả mẫu đều tính thứ tự đúng không. Nếu mà đã không thứ tự thì cả tử cả mẫu đều là không thứ tự, đều là tổ hợp, còn không thì các bạn thích dùng chỉnh hợp thì ok. Nào, chỉnh hợp thì cả tử cả mẫu cũng là chỉnh hợp, nó cũng vậy đúng không. Chỉnh hợp chấp 2 của 4 đúng không, chia cho chỉnh hợp chấp 2 của 10 đúng không. Đây, cái này nó phải chia 2 này, này chia 2 đúng không. Thế nó vẫn bằng gì không, 4 nhân 3 đúng không, chia cho 10 nhân 9 đúng không, đều một kết quả như vậy đúng không. Đã có thứ tự thì cả tử cả mẫu đều có thứ tự, mà không à, cái dưới mình viết nhầm đúng không, còn không thứ tự thì cả tử cả mẫu đều không có đúng không. Đấy thì khi các bạn làm cách đếm bình thường đúng không, có 10 người trong đó có 4 người là đối tượng mình muốn chọn, thì việc có xác suất là bao nhiêu, là tổ hợp chấp 2 của 4 chia tổ hợp chấp 2 của 10. Đây là cách mà chúng ta dùng tổ hợp bình thường các bạn tính đúng không. Đây là một cách. Cách thứ hai, bây giờ mẹ dùng công thức xác suất có điều kiện này, bây giờ mình gọi hai cái sự kiện như sau đúng không, đề bài nó hỏi gì mình cứ đặt thế thôi. Đề bài nó bảo là chọn lần lượt hai chàng trai đúng không, thì bây giờ mình gọi sự kiện A là sự kiện A1 đi, là sự kiện là hoặc là A thuận được, A là sự kiện mà chọn được chàng trai 1 F3 đúng không. Sự kiện chàng trai 1 là thẳng với F3 đúng không, chàng trai 1 là thẳng và F3 đúng không. B là chàng trai số 2 thẳng và FA đúng không. Sự kiện A là sự kiện mà cô gái, cái người đầu tiên cô ấy chọn ấy, là thẳng với FA. B là sự kiện mà cái chàng trai thứ hai mà cô ấy chọn ấy, là thẳng với FA đúng không. Thì bây giờ ấy, người ta hỏi cái gì, người ta hỏi là cả hai đều thẳng với FA đúng không, là người ta hỏi cái gì, cả hai đều thẳng với FA nó chia là sự kiện này này, AB này, A giao B này đúng không, hoặc là các bạn biết là PAB thôi cũng được, PAB thế đúng không. Đây là cái người ta hỏi, đây là cái người ta hỏi đúng không. A là sự kiện cô gái bốc được cái chàng trai 1 là chàng trai F3 thẳng đúng không? B là sự kiện mà chàng trai thứ hai cô ấy bốc cũng là F3 và thẳng đúng không? Thì bây giờ người ta hỏi cái PA giao B bằng bao nhiêu? Đúng không? PA giao B bằng bao nhiêu? Nào, công thức xác suất có điều kiện nào? P của A B đúng không? Thì bằng gì? Bằng bằng gì các bạn? Bằng bằng PA nhân với P. Nào, bây giờ các bạn nhìn này, cái công thức xác suất đầy đủ các bạn nhìn nhá. Đây. Các bạn nhìn này, công thức xác suất là đầy đủ đây, đúng không? Công thức sorry. Này, công thức xác suất đầy đủ các bạn nhìn này nhá, đúng không? Đây, đúng không? Công thức xác suất là đầy đủ đúng không? Các bạn có sự kiện gì là hai sự kiện đầy đủ, là
các bạn có sự kiện A, tức là đối của A là đầy đủ đúng không? A là chàng trai 1 là thẳng vào F3. Thì đối của A đúng không? Thì các bạn sẽ có cái đối của A. Các bạn có đối của A đúng không? Thì nó là gì? Là chàng trai LGBT hoặc là chàng trai mà đã có gia đình rồi đúng không? Thì rõ ràng là gì? A với cả đối của A nó là hai cái sự kiện nó kết hợp lại thành một cái nhóm đầy đủ đúng không các anh? Đây là E1 E2 luôn, có N cái nhóm một nhờ N cái sự kiện đúng không? Thì đây A với cả A đối là A A bù này đúng không? Nó sẽ nhóm như là hai cái nhóm nó hợp lại thành một nhóm đầy đủ đúng không? Thì công thức của nhóm đầy đủ này đúng không? PA đây thì chúng ta cũng dùng công thức nhóm đầy đủ là gì? Bằng PA này nhân với cái gì? Nhân với P của B, biết rằng A xảy ra rồi đúng không? Cộng với cái gì? Cộng với P của A đối này đúng không? Nhân với P của B, biết rằng A đối xảy ra rồi đúng không? Xác suất đầy đủ mà đúng không? Thế này A với cả A đối này nó nhóm này đầy đủ đúng không? Thì gì? P của A mà. Xin lỗi các bạn, xin lỗi, sorry, mình nhầm nhầm sorry các bạn, nhầm công thức mình viết nhầm bên này. Sorry các bạn. Sorry. Công thức nó mới đủ là của B thôi các bạn nhỉ. Bằng PA sorry các bạn nhé. Với mình nhầm công thức. PA này so với nhân với B biết rằng A sẽ rồi nhá, đúng không? Đây công thức nó chỉ ở này thôi. Sorry các bạn, với mình nhìn nhầm vế này. Cái công thức đầy đủ vậy nó chỉ hợp là khi mà bên trái nó là B thôi. Còn đây là cả AB. Đây chúng ta áp dụng quy tắc nhân các bạn nhé. P của A giao với B thì bằng gì? Bằng PA nhân với PB biết rằng A sẽ rồi. Nào bây giờ chúng ta thử thử từng cái một, thử từng cái một nào. Thế PA bằng mấy các bạn? Nào, PA là sự kiện mà cái chàng trai đầu tiên là thẳng và F3 nhá. PA là chàng trai đầu tiên thẳng và F3. Nào, PA bằng mấy các bạn? PA thì bằng mấy? PA bằng mấy hả các bạn? Quay lại đề bài này. Đây đề bài đây. Nào. PA bằng mấy? PA bằng 4 phần 10 đúng rồi, 4 phần 10 đúng không? 4 phần 10 nào. 4 phần 10. Nào. PB biết rằng A sẽ ra rồi, thế là gì? Xác suất để chàng trai thứ hai là thẳng và FA biết rằng chàng trai thứ một chọn đã là thẳng và FA rồi thì bằng bao nhiêu? Nào. Cái này thì bằng bao nhiêu? Đúng rồi, 3 phần 9 đúng không? Tại vì sao? Có 10 người đúng không? Có 10 người. Trong đó có 4 chàng trai thẳng đúng không? Chàng trai đầu tiên bốc ra đã là thẳng và F3 rồi, có nghĩa là bây giờ chỉ còn 9 người, trong 9 người này chỉ còn 3 người là thẳng và F3 thôi đúng không? Thì do các bạn nhân với 3 phần 9. 3 phần 9 đúng không? Bằng 12 phần 90. 12 phần 90. Đúng không? Mấy mọi người bảo nhân bằng 2 phần 15 đúng không? 12 90 thì bằng 2 phần 15 đấy đúng không? Bằng 2 phần 15. Đấy, 2 phần 15 đấy. Các bạn thấy không? Cùng một câu hỏi làm hai cách đúng không? Một là công thức xác suất có điều kiện này. Đúng không? Tích của hai sự kiện đúng không? Bằng xác suất xảy ra sự kiện A nhân với xác suất xảy ra sự kiện B biết rằng A xảy ra rồi là 1. Hai là đếm theo tổ hợp chỉnh hợp. Đấy, sau này các bạn làm, đây là cách mà ngày xưa mình đi thi mình hay làm cái gì? Lúc lúc mình thi mình làm cách lúc mình làm bài mình làm cách nào mình thấy thuận tay nhất, sau đó mình lúc mà mình kiểm tra lại mình sẽ làm một cách nó dài hơn, tức cái cách mà nó không thuận hơn để mình xem là hai cách khác nhau có ra cùng một kết quả không? Đấy, cùng một kết quả không? Đấy, thế đây là câu A đúng không? Nào, thì bây giờ câu B. Nào, câu B. Câu B là tính xác suất để có trong hai người của cô ấy chọn có ít nhất một người thẳng và FA. Nào, ít nhất một người thẳng và FA. Nào, theo các bạn nó sẽ là bao nhiêu đây? Ít nhất một người thẳng và F3. Thơ gì có thể là một người thẳng và F3 hoặc là hai người thẳng và F3 đều được nhé.
1 trừ C2 6 C2 các bạn khác thì sao? Em bạn Hiền mới dùng phần bù đúng không? Bạn Hiền mới dùng phần bù. Các bạn khác thì sao? 2 phần 3. 2 phần 3. Thế nào? Đúng nhà 19, 6, 5, 10. Ừ, đúng rồi, ok. Ừ, hợp lý đúng không? Nào. Thử nhá, đúng không? Đúng rồi, bạn Hiền máy dùng phần bù đúng không? Hai bạn lại mình nghĩ là các bạn cũng dùng phần bù luôn, đúng không? Mình nghĩ là các bạn cũng dùng phần bù luôn. Nào thì bây giờ phần bù ngược lại của ít nhất một thằng F3 thì là không có ai thẳng với F3 cả, đúng không? Chọn kiểu gì mà cả hai người đều là có gia đình hoặc là LGBT đúng không? Thì các bạn thấy là trong 10 người này có 4 người là thẳng với F3 và có 6 người là người ta là thuộc LGBT hoặc là kết hôn rồi đúng không? Thì tổng cộng các bạn sẽ có là tổ hợp chập 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 2 của 6 chia cho tập hợp chập 2 của 10 chọn ra những người này đúng không? Sau các bạn lấy 1 trừ đi. Đấy, 1 trừ đi đúng không? Đây là số cách để có thể chọn ra hai người mà cả hai người đều có gia đình hoặc là LGBT đúng không? Các bạn lấy 1 trừ đi các bạn sẽ ra được là số cách để các bạn có ít nhất là một người là thẳng vào F3 đúng không? Thì bằng 2 phần 3. 2 phần 3 đúng không? 60, 5, 30, 90, 3, 2 phần 3. Rồi, nào. Câu cuối là câu khó nhất. Câu cuối là tính xác suất để cái người thứ hai là thẳng vào F3. Và mình gợi ý luôn cho các bạn là các bạn sẽ có thể một trong những cách các bạn có thể làm là các bạn dùng cái công thức xác suất đầy đủ này. Đấy, các bạn dùng cái công thức xác suất đầy đủ này các bạn có thể tìm ra. Đấy là một cách. Còn các bạn có cách nào khác thì tùy các bạn. Nào, các bạn thử xem mình xem xác suất để người thứ hai thẳng vào F3 là bao nhiêu. Các bạn làm thử đi rồi tí nữa mình sẽ lập cho mọi người xem. Tí mình sẽ lập cho mọi người xem. À nếu đọc nhầm nếu không dùng phần bù á, nếu không dùng phần bù thì em đếm thôi. Ít nhất một thằng F3 có gì tức là có một thằng F3 và có hai thằng F3 nhé. Các bạn còn lại các bạn vẫn cứ làm nhá. Mình đang giảng riêng cho bạn, mình đang chỉ riêng cho bạn Tuấn nhá. Nếu mà em dùng không dùng phần bù thì em đếm xem là việc nếu mà em chọn hai người có một một thằng F3 thì là bao nhiêu đúng không? Bạn nhìn này. Cái câu A là em đã tính được là cả hai đều thẳng vào F3 đúng không? Thì các bạn sẽ có câu B là ít nhất một thẳng, tức là bây giờ xem là nếu mà chiều có một thẳng tức là gì, ông đầu thẳng và ông hai cong hoặc là ngược lại đúng không? Thì cái công thức đây đúng không? Thì có nghĩa gì? Các bạn sẽ phải tính là P của A B đối cộng với P B A đối đây này nhá. Có đúng có đúng một thẳng và FA đúng không? Thì bằng gì? Bằng P của A B đối cộng với P cộng với A đối B này đúng không? Ông một thẳng nhưng ông hai cong hoặc là LGBT cong hoặc là đã kết hôn rồi đúng không? Cộng ông một cong hoặc kết hôn rồi cộng ông hai thẳng đúng không? Đây thì là các bạn sẽ ra được cái xác suất là có đúng một thẳng và F3 đúng không? Có đúng một thẳng và F3 sau các bạn cộng với cái kết quả của cái câu A ấy là cả hai đều thẳng thì các bạn sẽ có là ít nhất là một thẳng và F3. Đấy, thế thôi. Lại 2 phần 5. Các bạn khác thì sao? Xác suất để người thứ hai thẳng vào F3. Các bạn cứ làm nhé, mình ngồi tẩy trước thôi để tí ngồi viết cho tiện. Nào, xác suất để người thứ hai thẳng vào F3 có nghĩa gì? Tức là người một ra gì không không quan trọng, miễn là người thứ hai chọn phải là thẳng vào F3 là được.
Tức là câu này người ta hỏi PB đấy. Đúng, câu C người ta hỏi PB đấy, đúng không? Xác suất để cái trang thứ hai là thẳng vào F3. Gợi ý là A với cả A đối là nhóm đầy đủ, đúng không? A với cả A đối này là nhóm đầy đủ. Nhóm đầy đủ. Đây mình cho luôn mọi người công thức xác suất đầy đủ đây. À, có lẽ lại không có đề bài nhỉ. Tùy các bạn nhé, các bạn thích đếm kiểu gì cũng được, miễn là các bạn ra là được. Cũng 2 phần 5 mà, hai bạn ra 2 phần 5 rồi. 4 chia 225 thì bé quá. Mình chưa tính thử nhưng mà 4 chia 225 thì nhìn nó bé quá. 2 phần 5 nghe có vẻ có lý hơn, 2 phần 5 mình cũng không rõ là đúng hay không nhá. Mình chưa làm tỉa, mình mới ngồi làm với các bạn. Đây, như các bạn nhìn có lúc có vẻ đẹp này. Nào cho thử các bạn nhá, thử nhá, thử nhá, thử nhá. Nào, bây giờ cái mà các bạn cần tính là cái PB đúng không? PB này. Đấy, đúng không? A với cả A đối là nhóm đầy đủ rồi đúng không? Tại vì sao? Hai ông này xung khắc với nhau mà hợp của hai ông thì đúng bằng bằng không gian mẫu đúng không? A với cả A đối mà hợp nhau thành không gian mẫu là gì? Một chàng trai hoặc là thẳng vào F3 hoặc là ngược ngược lại mà đúng không? Thế bây giờ công thức xác suất đầy đủ này, đúng không? Bằng PA đúng không? Nhân với P của B. B biết rằng A sẽ rồi, đúng không? Cộng với P A đối. Nhân với PB biết rằng A đối xảy ra rồi, đúng không? A đối xảy ra rồi đúng không? Ta gì, xác suất để tìm được người thứ hai là thẳng vào FA là bằng xác suất để người một là thẳng vào FA nhân với xác suất là người hai thẳng vào FA biết rằng người một đã thẳng vào FA rồi cộng với xác suất mà người một là cong hoặc là có gia đình nhân với xác suất để người hai là thẳng vào FA biết rằng người một là cong hoặc là có gia đình, đúng không? Đấy. Nào bây giờ thay số thôi, thay số thôi nào. Thay số thôi. PA bằng mấy các bạn? PA thì ở đây bằng mấy? PA là 1,3 với chúng ta vừa tính là bằng mấy rồi? PA là bằng mấy đây? Bằng 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 4 phần 10 đúng không các bạn? Đấy, PA là bằng 4 phần 10 đúng không? PA là bằng 4 phần 10. Nào. PB biết rằng A sẽ rồi là bạn là bằng mấy các bạn? PB biết rằng A sẽ rồi là bằng mấy? Bằng 3 phần 9 đúng không? Nhân với 3 phần 9. Tiếp. Cộng PA đối. Nào, PA đối bằng bao nhiêu các bạn? PA đối bằng bằng bao nhiêu? 6 phần 10, đúng rồi. Nào, 6 phần 10. Thế còn PB biết rằng A đối rồi ra gì? Xác suất để người thứ hai là thẳng và F3 biết rằng người đầu là cong hoặc là cong hoặc là có gia đình rồi. Nào cái này thì bằng mấy?
4 phần 9 đúng không? Có 10 ông thì bây giờ bỏ đi một cái ông ấy rồi thì còn có 4 phần 9 đúng không? Nhân với 4 phần 9. 4 phần 9 này đúng không? Bên này là 12 phần 90, cái này là 24 phần 90 là 36 phần 90 đúng không? 36 phần 90. 36 phần 90 đúng không? Thì bằng 2 phần 5. Đấy. Đấy mà không? Đấy, công thức xác suất đầy đủ ấy nhìn thì nó hoành tráng này thôi, còn trong thực tế thường thường các cái nhóm đầy đủ nó chỉ có hai hoặc là ba nhóm à, nó chỉ có hai hoặc là ba ba sự kiện thôi, các bạn A với A đối này, thì thường thường nó chỉ thôi. Ví dụ các bạn có tỷ số của trận đấu thì các bạn sẽ có ba là thắng hòa thua hợp lại là một nhóm đầy đủ. Đấy, đúng không? Xác suất của một cái sự kiện B đúng không? Bằng xác suất xảy ra A nhân với xác suất xảy ra B, biết rằng A xảy ra rồi, cộng với trong trường này là A đối đúng không? P của A đối này nhân với PB, biết rằng A đối xảy ra rồi. Đấy, thường thường. Tại vì sao? Nhóm đầy đủ mà bé nhất mà người ta thường hay có là nhóm đầy đủ có hai, đây nhóm đầy đủ bé nhất mà có là thường là có hai sự kiện, một là một cái sự kiện nào đấy, hai là cái sự kiện đối của nó. Đấy, đây là cái nhóm đầy đủ bé nhất đấy đúng không? Nhóm đầy đủ bé nhất là nó có hai cái sự kiện này đấy, thì công thức xác suất đầy đủ bé nhất nó kiểu như này đấy đúng không? Từng cái thành phần một xảy ra đấy. Rồi cái này, cái công thức này các bạn sẽ dùng rất là nhiều nhá, công thức xác suất đầy đủ các bạn sẽ dùng rất là nhiều đấy. Xác suất để các bạn đỗ đại học, biết rằng các bạn như thế này, biết rằng các bạn như thế này, biết rằng các bạn như thế này, đấy người ta dùng công thức xác suất đầy đủ này. Rồi, có ai có câu hỏi gì nữa không? Có ai có câu hỏi gì nữa không? Thế buổi sau chúng ta sẽ chưa thêm một vài bài nữa nhé, một vài công thức liên quan đến xác suất nữa này, mình áp cho mọi người rồi đúng không? Bài tập thì mình áp hết rồi, mình sẽ áp dần cho các mọi người cả bài giải nữa, để các bạn là các bạn về các bạn tự làm thì các bạn sẽ có thể check được. Đấy, mình rất là khuyến khích các bạn về các bạn thử làm trước đi. Các bạn thử về làm trước đi, nhưng mà các bạn thử về làm trước đi rồi sau buổi sau chúng ta sẽ so kết quả xem nó có ok không. Đấy, còn buổi sau chúng ta sẽ cũng sẽ làm thôi đấy, nhưng mà các bạn làm trước thì để các bạn có thể làm, chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian hơn ở trên lớp. Nên nếu mà các bạn làm trước rồi thì buổi sau chúng ta chỉ cần so kết quả thôi nhá. Ok, có ai có câu hỏi gì không? À, rồi hết phần xác suất này cho chúng ta học đến thống kê cho chúng ta học đến phần kiểm định giả thuyết. Đây là một cái phần rất là quan trọng nhưng mà nào các bạn muốn trở thành data scientist nhá. Kiểm định giả thuyết là kiểm định xem là liệu một cái giả thuyết nó có đúng hay không. Đấy. Có ai có câu hỏi gì không? Có nào có câu hỏi gì không? Ok rồi, thì nếu không ai có câu hỏi gì, rất là cảm ơn mọi người. Ok, chúc các bạn buổi tối vui vẻ và chúc các bạn một tuần làm học việc một tuần học tập và làm việc hiệu quả và năng suất nhé. Có bất kỳ câu hỏi gì các bạn ở mình trên Zalo nhé. Ok. Ok, bye mọi người nha.